Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 20. Trong lòng Tưởng Tuyền Lâm biết sai, nhưng lúc này rất xấu hổ tức giận, đâu có chịu thừa nhận, nói, một người nước ngoài như cậu ta, đến Hoa Hạ khiêu chiến, đánh thương đồ đệ của tôi, nếu tôi không ra tay cho một bài học, chẳng phải cho thấy Hoa Hạ ta không có người ư. Lý Dục Thần lắc đầu, Tưởng đạo trưởng chấp niệm quá nặng. Tu hành coi trọng thuận thiên ứng đạo, đâu thể có cái nhìn phiến diện môn hộ. Càng không nên có phân biệt chủng tộc, đừng nói là người nước ngoài, cho. Dù không phải con người, chỉ cần có lòng hướng đạo, thì là người mình, nên đối xử bình đẳng, sao có thể kỳ thị phân biệt. Tưởng Tuyền Lâm đang định phản bác, lại nhất thời không biết nói gì. Lý Dục Thần nói, Adam sinh ra ở nước ngoài, trong thiền viện dị giáo, có thể ngộ đạo tu hành, càng cho thấy anh ta có duyên với đạo. Lần này có dị đoan tấn công huyền môn nước ngoài, thế lực phía sau chúng vô cùng cường mạnh phức tạp, Adam đến đạo môn Hoa Hạ cảnh báo theo lệnh sư phụ, ông không cảm kích thì thôi, còn động sát tâm với anh ta. Nếu anh ta chết, sĩ tử nước ngoài sẽ nghĩ thế nào? Sau này còn ai dám ngược dòng hướng về chính đạo, còn có ai đến báo tin cho chúng ta? Anh vừa nói xong, bỗng nghe thấy một tiếng hô bên ngoài cửa, nói hay lắm. Một đạo sĩ tóc trắng đi vào. Tuy người này râu tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt nhuận hồng, da rẻ hồng hào, bước chân nhanh nhẹn dứt khoát, trong lúc đi vào có luồng gió mát thổi qua. Sư huynh, Tưởng Tuyền Lâm nhìn người đi đến, khom người hành lễ. Đạo sĩ tóc trắng lạnh lùng nhìn, hừ một tiếng, Tưởng sư đệ, tôi thấy ông làm giám viện đã lâu, công án nhiều, ngay cả tu luyện tâm tính cũng hoang phế rồi. Tưởng Tuyền Lâm vô cùng kính trọng người này, vẻ mặt xấu hổ, không dám cãi lại nửa câu. Nói, sư huynh dạy rất phải. Đạo sĩ tóc trắng lại nhìn sang Lý Dục Thần, nhìn từ đầu đến chân mấy cái, nói, vị tiểu đạo hữu này vừa nãy nói rất hay, vạn vật bình đẳng, người tu đạo đâu thể có lòng phân biệt. Chỉ cần một lòng hướng đạo, thì là người của ta. Bần đạo Kim Tam Mộc, không biết xưng hộ với đạo hữu thế nào, đến từ đâu. Lý Dục Thần thấy Kim Tam Mộc tiên phong đạo cốt, ngay cả giám viện Tưởng Tuyền Lâm cũng tôn trọng như vậy. Chắc chắc có địa vô cùng cao ở Bạch Vân Quan, bèn nói tôi là Lý Dục Thần, đệ tử Thiên Đô. Thiên Đô Kim Tam Mộc kinh ngạc, Lý đạo hữu đừng đùa, cho dù đạo tâm của cậu tỉnh vi, cảnh giới cao thâm, cũng không thể nói bừa. Thiên Đô ở đỉnh Côn Luân, là vùng đất tiên môn thiên hạ cùng tôn kính, bần đạo tâm hướng về nơi đó, cũng chưa có cơ hội đặt chân đến. Adam vốn không biết Thiên Đô là thế nào, nhưng từng nghe đến Côn Luân. Lại nghe Kim Tam Mộc nói là nơi tiên môn thiên hạ cùng tôn kính, trong lòng vô cùng hướng về, ánh mắt nhìn Lý Dục Thần liên sùng kính hẳn lên. Lý Dục Thần mỉm cười, lấy ra một lệnh bài màu đen, đưa cho Kim Tam Mộc. Kim Tam Mộc vừa nhìn lệnh bài, kinh hồn bạt vía, Thiên Đô lệnh. Ông ta đưa tay muốn cầm lấy, ngón tay không ngừng run lên, cuối cùng dừng ở chỗ cách lệnh bài ba tấc, không dám gần thêm một phân. Kim Đạo Trưởng, Lý Dục Thần thấy Kim Tam Mộc ngẩn người. Nhắc nhở nói, đạo trưởng không xem lệnh bài là thật hay giả sao? Kim Tam Mộc vội xua tay, không cần xem, không cần xem, thiên hạ này, không ai có thể làm giả Thiên Đô lệnh, cũng không ai dám. Một người chưa từng lên thang trời như bần đạo không động vào nữa, tránh để làm bẩn thánh lệnh. Lý Dục Thần cười nói, Kim Đạo Trưởng khiêm tốn rồi. Tưởng Tuyền Lâm mới biết Lý Dục Thần không nói láo, thật sự là đệ tử Thiên Đô, vội vàng đến xin lỗi. Nói, thì ra là Thiên Đô Thượng Tiên, là tôi có mắt không tròng, xin Thượng Tiên trách phạt. Lý Dục Thần nói, tránh phạt thì thôi, ông không biết tôi cũng không phải sai. Kim Tam Mộc giơ tay, thanh kiếm cắm sâu vào trong cột bay ngược ra, rơi vào trong tay ông ta. Tưởng sư đệ, Lý Tiên Nhân không phạt ông, Bạch Vân Quan không thể không phạt ông. Những năm nay ông làm giám viện, hoang phế tu hành, chúng tôi cũng có trách nhiệm. Bắt đầu từ ngày mai. Ông không đảm nhiệm giám viện nữa, đến tiểu bồng lai suy ngẫm đi. Vâng, sư huynh, Tưởng Tuyền Lâm nhận lấy bảo, kiếm, nhìn Lý Dục Thần một cái, khom lưng hành lễ, sau đó lui xuống. Kim Tam Mộc bảo Lý Dục Thần và Adam ngồi xuống, cho người dâng trà, mới hỏi, Lý Tiên Nhân, không biết lần này đến Bạch Vân Quan có chỉ thị gì không? Lý Dục Thần cười nói, đầu tiên, ông đừng gọi tôi là tiên nhân, tôi cũng chưa vào tiên thiên, không tính là tiên. Thứ hai, tôi cũng không phải đến chỉ thị gì, chỉ là thời gian trước nhận được tin, nước ngoài có một Thái Dương Thánh giáo nổi lên, đang liên thủ với giáo phái khác, loại trừ phe đối lập, muốn gây bất lợi cho huyền môn Hoa Hạ.
tôi đã từng tiếp xúc với họ ở tiền đường. Nói xong kể hại một lướt chuyện hai giáo đồ Thái Dương Thánh giáo ở tiền đường. Sư tỷ tôi đã ra nước ngoài điều tra. Tôi đến Bạch Vân Quan là thông báo chuyện này, muốn xin quan chủ phát Bạch Vân lệnh, truyền khắp thiên hạ. Không ngờ gặp được Adam ở đây, anh ta cũng đến đây vì việc giống tôi, có thể thấy là có duyên. Lý Dục Thần nói xong, Adam nói chuyện ở Trung Phu Quan một lượt. Kim Tam Mộc nghe xong cau mày, xem ra phía sau chuyện này rất không đơn giản. Ông ta trầm tư một lát rồi nói, phát Bạch Vân lệnh không vấn đề, tôi có thể đi làm ngay, nhưng Bạch Vân Quan là tổ đình toàn chân, cũng chỉ có thể truyền lệnh đến các môn phái toàn chân. Nếu truyền khắp thiên hạ, tốt nhất có thể đến Long Hổ Sơn một chuyến, để Trương Thiên Sư phát Thiên Sư lệnh, truyền đi các phái. Lý Dục Thần gật đầu, tôi đang định đến đó một chuyến. Adam thấy họ vẫn đang nói chuyện của Hoa Hạ, có hơi sốt ruột, hỏi, vậy Trung Phu Quan phải làm thế nào? Sư phụ tôi và mọi người phải làm thế nào? Kim Tam Mộc nói, sư phụ cậu đạo trưởng Tạ Lâm rất giỏi, một mình ông ấy ở nước ngoài truyền đạo, xây dựng nên đạo trường Trung Phu, khiến Trung Phu Quan trở thành thành đạo môn nước ngoài trung kiên, vô cùng không dễ dàng. 40 năm trước, ông ấy từng dẫn đoàn đến thăm Bạch Vân Quan, tôi có vinh dự luận đạo với ông ấy, lĩnh ngộ được rất nhiều. Adam thấy Kim Tam Mộc tôn sùng sư phụ của mình như vậy, vô cùng tự hào. Kim Tam Mộc suy nghĩ, nói thế này đi, đạo hữu Adam, cậu cứ về trước. Mấy ngày này, tôi đích thân dẫn người đến Los Angeles, hội họp với các vị, cùng đối kháng thế lực dị giáo. Adam vui mừng, lập tức đứng lên bái tạ. Sự việc đã định, Lý Dục Thần nói, Kim đạo trưởng, tôi vốn nhận lệnh đến gặp quan chủ Vương Sùng Tiên đạo trưởng của các ông. Không biết Vương đạo trưởng có ở trong quan không? Kim Tam Mộc xấu hổ nói, tiên nhân Thiên Đô đến thăm, vốn phải là quan chủ ra tiếp, nhận Thiên Đô lệnh. Nhưng Vương sư huynh bế quan từ 20 năm trước, đến nay vẫn chưa xuất quan. Sau khi ông ấy bế quan, tôi tạm thời thay thế vị trí quan chủ, tất cả mọi việc trong quan cũng tạm thời do tôi phụ trách. Lý Dục Thần thấy kỳ lạ nói, bế quan 20 năm rồi. Vương đạo trưởng sắp đột phá tiên thiên kiếp sao? Kim Tam Mộc lắc đầu nói, cảnh giới tu vi của Vương sư huynh, bần đạo không dám nói bừa, nhưng ông ấy bế quan không phải vì độ kiếp. Vậy thì tại sao? Lý Dục Thần hỏi. Ây, Kim Tam Mộc thở dài, đây vốn là chuyện bí mật của Bạch Vân, không cho người ngoài biết. Nhưng đã là khách đến từ Thiên Đô, cũng không có gì phải giấu. 20 năm trước sư huynh tôi cầm kiếm rời khỏi quan, tham dự một chuyện bí mật, chuyện này liên quan rất rộng, tàn sát quá nhiều. Sau khi sư huynh quay về liền tuyên bố bế quan. 20 năm trước, giờ đây Lý Dục Thần rất nhạy cảm với khoảng thời gian này, không biết lúc đó Vương đạo trưởng tham gia vào chuyện gì. Tại sao phải bế quan? Kim Tam Mộc lắc đầu nói, cụ thể là chuyện gì thì tôi cũng không rõ lắm. Còn nguyên nhân bế quan, sư huynh nói là sát nghiệp quá nặng, tâm ma khó trừ. Ồ đúng rồi, trước khi bế quan ông ấy để lại một bài thơ, nói trừ phi có người có thể giải bài thơ này. Nếu không bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù Bạch Vân Quan bị thiêu cháy, cũng không được làm phiền ông ấy. Tôi còn nhớ bài thơ đó, là 24 công thần trinh quán. Ai là ma ai là tiên? Quả chín, cành rụng, hoa nở. Thanh nghiêu Bạch Vân hàm cốc quan. Sau khi Lý Dục Thần nghe xong, lẩm bẩm đọc lại mấy lượt, cứ cảm thấy có thâm ý sâu xa, nhưng nhất thời cũng không giải được. Tiếng Trung của Adam miễn cưỡng chấp nhận được. Hoàn toàn không hiểu thơ ca, liền hỏi, bài thơ có ý nghĩa gì? Kim Tam Mộc cười ha ha nói, nếu chúng tôi biết ý nghĩa, thì Vương Sư Huynh đã xuất quan từ lâu rồi. Adam không hiểu hỏi, tại sao cứ phải dùng cách đoán câu đó chứ? Lý Dục Thần cười nói, đây là duyên phận đến, câu đố tự giải, chưa giải được câu đó, cho thấy duyên phận chưa đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Adam vẫn không hiểu. Lắc đầu nói, văn hóa Hoa Hạ bác đại tinh thâm, cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này không tốt, có gì thì cứ nói thẳng, cứ bắt người khác phải đoán. Kim Tam Mộc và Lý Dục Thần quay sang nhìn nhau, cùng phá lên cười lớn. Ở nơi rộng lớn như thủ đô, muốn tìm một người không dễ. Người bình thường có thể cả đời không tìm được, đặc biệt là người đó chưa từng gặp bạn. Nhưng đối với vài người mà nói, tìm người là một chuyện rất dễ dàng. Chị Mai chỉ đến công ty chuyển phát nhanh một chuyến, anh thanh niên phụ trách quy trình đó nháy mắt với chị Mai xong, rất nhanh tìm được cái tên Na Như An trong kho dữ liệu. Họ Na là một họ hiếm,
cả thủ đô chỉ có một mình anh ta có cái tên này. Thế giới hiện nay không chỉ có hệ thống của công an mới có thông tin thân phận của một người, trên rất nhiều nền tảng mạng cũng có, hơn nữa còn chi tiết, toàn diện hơn thông tin của hệ thống công an. Ngoại trừ những thông tin cơ bản như họ tên, chứng minh thư, điện thoại, địa chỉ, thành viên gia đình, họ còn nắm được quan hệ xã hội của bạn, tình hình thu nhập, thói quen tiêu dùng, tác phong sống. Bạn ngủ dậy lúc mấy giờ đi ngủ, câu cửa miệng là gì, thích ăn gì, dùng bao cao su hãng nào, bạn gái ngày nào đến kỳ kinh nguyệt. Tất tần tật, trong hệ thống của họ đều có. Hiện nay có một từ rất thời thượng, gọi là dữ liệu lớn. Dữ liệu của công ty chuyển phát nhanh có lẽ không phong phú như nền tảng mua sắm, nhưng chắc chắn là chuẩn xác hơn. Hơn nữa công ty chuyển phát nhanh này có quan hệ hợp tác với nền tảng mua sắm lớn, một số thông tin được chia sẻ cho nhau. Người có thân phận giống như Na Như An, chuyển phát nhanh thông thường đương nhiên có người ký thay nhận thay, nhưng cũng sẽ có vài tài liệu quan trọng viết tên của anh ta, cần đích thân anh ta ký nhận. Dữ liệu hiển thị, hiện giờ Na Như An là ông chủ của một công ty đầu tư, hàng ngày làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có một cô bạn gái tên là Viên Khả Kiều, ngoài ra còn có hai người hình như là tình nhân. Sau khi lấy được địa chỉ, chị Mai quay về nói với Trương Diễm Diễm. Đi thôi, chúng ta đi tìm anh ta tính sổ, chị Mai nói. Trương Diễm Diễm đã tìm Na Như An mấy năm liền, trong lòng vẫn luôn nhớ đến. Euro ô ta luôn nghĩ, lúc đó Na Như An không phải bỏ rơi cô ta, mà thực sự có nỗi khổ, hoặc là xảy ra chuyện gì đó. Khi không tìm được người, trong lòng cô ta vẫn luôn nhớ nhung, bây giờ tìm được, cô ta bắt đầu hoang mang không biết phải làm sao. Cô ta sợ chút nhung nhớ đó cũng mất đi. Hay là thôi không đi nữa, Trương Diễm Diễm sợ sệt nói. Chị Mai tức đến rối cả tóc, chống nạnh nói, cô bị làm sao vậy, tôi giúp cô tìm được người rồi, cô lại nói không đi. Mã Sơn biết nếu cô không đi, thì cả đời sẽ không gỡ được nút thắt này, cũng khích lệ nói, đi đi. Đúng thế, đi đi, có chúng tôi chống lưng cho cô, sợ cái gì, chị Mai nói. Trương Diễm Diễm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Thế là họ cùng đến tòa nhà chỗ làm của Na Như An. Hôm nay Na Như An rất phấn chấn, vì vừa ký được một dự án lớn vô cùng quan trọng. Anh ta đặc biệt gọi điện cho bạn gái Viên Khả Kiều, bảo cô ta đến ăn cơm. Buổi trưa, họ cùng đi ra từ tòa nhà. Na Như An từ xa đã nhìn thấy một cô gái đứng dưới bậc thềm bên ngoài. Anh ta cảm thấy người này hơi quen mắt. Đợi khi xuống bậc thềm, cuối cùng anh ta đã nhận ra. Viên Khả Kiều khoác cánh tay của Na Như An, đang vui vẻ kể một chiếc túi sách phiên bản giới hạn của nhà thiết kế mà mình vừa mua được, bỗng phát hiện Na Như An đang nhìn cô gái khác. Viên Khả Kiều liền không vui, giật cánh tay của Na Như An, anh có đang nghe em nói không? Na Như An định thần lại, vội nói, anh đang nghe mày. Anh ta không dám chọc bà cô này nổi giận. Viên Khả Kiều không phải công chúa thế gia gì, nhưng có bối cảnh đặc biệt khác. Bối cảnh này, ngay cả nhà họ Na cũng phải kiêng sợ mấy phần. Huống hồ, Na Như An không phải là con cháu chỉ chính của gia chủ nhà họ Na. Na Như An vờ như không nhìn thấy Trương Diễm Diễm, thân mật nói với Viên Khả Kiều, đi qua bên cạnh Trương Diễm Diễm. Khoảnh khắc đó, Trương Diễm Diễm hoàn toàn suy sụp. Cô ta biết, cuối cùng mong đợi bao nhiêu năm nay đều vô ích. Hiện thực không phải tiểu thuyết, không có câu chuyện lãng mạn nào đợi cô ta. Trong mắt người đàn ông này, có lẽ nhìn mình thêm một cái cũng không đáng. Trương Diễm Diễm lao ra đường lớn, cũng bất chấp dòng xe trên đường. Một chiếc xe chở hàng lao về phía cô ta, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Na Như An nhìn sang bên đó một cái, nhìn thấy bóng hình tuyệt vọng bỏ chạy của Trương Diễm Diễm, biến mất trước đầu xe chở hàng. Trong lòng anh ta hiện lên nỗi bất an, nói, hình như xảy ra tai nạn xe rồi, chúng ta đi xem sao đi. Tai nạn xe có gì đáng xem, cô ta tự chuốc lấy, Viên Khả Kiều bỗng ngẩng mặt nhìn anh ta, chắc không phải cô ta có quan hệ gì với anh chứ. Như An, anh nói thật đi, có phải anh nuôi gái bên ngoài không? Đâu có, anh có em rồi, trong mắt đâu còn chứa được người phụ nữ khác. Đúng lúc chiếc xe tải đâm vào Trương Diễm Diễm, một bóng người xuất hiện trước đầu xe tải nhanh như điện, một tay tóm lấy Trương Diễm Diễm xuyên qua đường lớn như quỷ mị, đến vành đai xanh bên đường. Tài xế xe tải sợ đến hồn bay phách lạc. Đây là chuyến hàng cuối cùng của tháng này,
kéo xong thì có thể về nhà, nghỉ ngơi mấy ngày, hâm nóng tình cảm với vợ. Vì sốt ruột, lái hơi nhanh một chút, lại nghĩ đến chuyện hâm nóng tình cảm, nên mất tập trung, khi nhìn thấy một cô gái lao vào đường lớn như điên, thì đã không kịp phanh lại. Tài xế xuống xe, hoang mang hoảng sợ đến trước, đầu xe xem. Anh ta tưởng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ tanh máu, cũng đã nghĩ, phải đối diện thế nào với món bồi thường lớn và lương tâm cắn rứt nửa đời còn lại. Nhưng dưới đất đầu xe lại sạch trơn. Gầm xe cũng không có gì. Sau khi dòng xe bên cạnh hỗn loạn trong mấy phút, lại chậm rãi đi tiếp. Anh lái xe nheo mắt, thộn mặt. Anh ta lại đi quanh chiếc xe một vòng, cho đến còi phía sau vang lên như đòi mạng, anh ta mới lên xe, ngồi lên ghế lái, tát mạnh vào mặt mình mấy cái, rồi mới khởi động xe. Anh ta thề, sau này khi lái xe cũng không nghĩ đến chuyện trên giường nữa. Cô điên rồi hả, chị Mai đặt Trương Diễm Diễm xuống bãi cỏ, mắng nói. Mấy người Mã Sơn và sư phụ Vinh cũng chạy đến, thấy Trương Diễm Diễm không sao mới yên tâm. Trương Diễm Diễm bình tĩnh lại. Cô ta cảm thấy vừa nãy lúc mình lao qua đường đã chết một lần. Chị Mai, cảm ơn mọi người. Chuyện qua rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này, Mã Sơn cũng xúc động. Anh ta không biết làm thế nào mới là tốt nhất cho Trương Diễm Diễm. Nhưng chị Mai lại nói, bỏ, vết sẹo này sẽ mãi mãi ở trong tim cô. Đi, đi theo tôi. Trương Diễm Diễm còn muốn nói gì, đã bị chị Mai kéo đi đuổi theo Na Như An. Na Như An lo lắng không yên, dù sao cũng là người phụ nữ từng chung sống, đột nhiên xuất hiện trước mắt, lại bỗng bị xe đâm chết, dù thế nào trong lòng cũng khó chịu. Đúng lúc này, Trương Diễm Diễm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Na Như An cho rằng gặp ma, sợ đến hét lên, chỉ vào Trương Diễm Diễm run rẩy nói, cô là người hay ma. Anh hy vọng cô ấy là người hay ma. Na Như An nhìn sang một người phụ nữ xinh đẹp, xuất hiện bên cạnh Trương Diễm Diễm như quỷ mị, càng cho rằng là gặp phải ma, càng sợ hãi. Viên Khả Kiều ở bên cạnh lại khẽ cau mày, hỏi các người là ai? Là ai? Vậy thì phải hỏi bạn trai của cô rồi, chị Mai nói. Viên Khả Kiều nhìn sang Na Như An. Na Như An căng thẳng nói, không, không, anh không quen họ. Lúc này, Trương Diễm Diễm cũng bất chấp, nhung nhớ nhiều năm như vậy, lúc này cuối cùng hóa thành nước mắt vô tận, nhìn Na Như An, nói. Na Như An, anh có lương tâm không hả? Ban đầu anh luôn miệng nói muốn chăm sóc yêu thương tôi cả đời, tôi theo anh đến thủ đô, anh lại mất tích đột ngột. Tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, nhiều năm nay, tôi vẫn luôn tìm anh, lo lắng cho anh. Cuối cùng Viên Khả Kiều đã hiểu ra chuyện gì, tức giận nhìn sang Na Như An. Na Như An cũng biết không lừa được nữa, bèn nói Kiều Kiều, em đừng tin cô ta. Cô ta chỉ là một cô gái rót rượu mà anh quen biết ở chốn ăn chơi, tán tỉnh chơi thôi. Em cũng biết quy tắc của nhà họ Na bọn anh, làm sao có thể để một cô gái quán ba bước vào cửa nhà họ Na chứ? Viên Khả Kiều hừ lạnh lùng một tiếng nói, được, em tin anh một lần, nếu anh dám lừa em sẽ thiền anh. Lúc nghe thấy ba chữ sẽ thiền anh, Na Như An bất giác run lên. Viên Khả Kiều quay đầu nhìn Trương Diễm Diễm cười nói, cô gái, cô nghe thấy rồi chứ, bạn trai tôi nói, anh ấy chỉ tán tỉnh cô chơi thôi. Tôi biết cô muốn vào cửa nhà họ Na, muốn bay lên thành Phượng Hoàng. Nhưng tôi khuyên cô nên nhìn rõ hiện thực, ngưỡng cửa nhà họ Na rất cao, cao đến mức cô ngẩng đầu cũng không nhìn thấy. Nói xong liền lấy điện thoại ra, đây, quét mã, tôi cho. Cô một món tiền, cô cút được bao xa thì cút, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trương Diễm Diễm tức đến run lên. Khi nghe thấy Na Như An nói cô ta là gái quán ba, trái tim cô ta từ cái chết biến thành tức giận. Trương Diễm Diễm đi lên trước mấy bước, đi đến trước mặt Na Như An và Viên Khả Kiều. Viên Khả Kiều tưởng rằng cô ta đến quét mã lấy tiền, cười lạnh lùng khinh thường. Ai ngờ, Trương Diễm Diễm giơ tay, tát mạnh lên mặt Na Như An một cái. Bốp! Tiếng tát giòn tan. Mấy người chị Mai và Mã Sơn nghe thấy mà vô cùng sung sướng. Mã Sơn biết, với cái tát này, nút thắt trong lòng Trương Diễm Diễm đã được giải trừ. Trương Diễm Diễm hình như vẫn chưa đã tay, giơ tay định đánh nữa. Na Như An vẫn ngẩn người ở đó, anh ta vốn không ngờ Trương Diễm Diễm sẽ đánh anh ta. Viên Khả Kiều bên cạnh phản ứng lại, một tay tóm chặt cổ tay Trương Diễm Diễm, cô dám đánh chồng tôi. Lật tay muốn đánh Trương Diễm Diễm.
Trương Diễm Diễm cũng không yếu đuối, lao vào, đánh nhau với Viên Khả Kiều. Việc này vượt xa dự liệu của mọi người. Ông chủ Vương cười hi hi lắc đầu, ôi trời, phụ nữ nổi giận, đúng là lợi hại. Bỗng nhiên phát hiện chị Mai đang nhìn cô ta, nụ cười bỗng cứng đờ, rồi lại cười càng lợi hại hơn. Chị Mai trừng mắt với ông ta, rồi nhìn sang Trương Diễm Diễm, cười nói, vậy là đúng rồi, đánh xong trận này, thay ra đổi thịt, làm lại cuộc đời. Mã Sơn cũng mừng thay cho Trương Diễm Diễm. Còn hậu quả của việc hai cô gái đánh nhau, họ cũng không lo lắng chút nào. Na Như An, khốn, còn không mau giúp em, Viên Khả Kiều hét nói. Na Như An mới giật mình tỉnh lại, đang định lên giúp. Trương Diễm Diễm cũng hét lên, Mã Sơn, giúp em đánh anh ta. Mã Sơn sớm đã không nhịn được, nghe thấy câu này, hô được một tiếng, liền xông lên như ngựa hoang. Từ lúc học được vũ bộ và cách hít thở của Lý Dục Thần dạy, võ công của Mã Sơn tiến bộ lớn, đặc biệt là thân pháp bộ pháp. Phập! Mã Sơn tung một quyền đấm lên lồng ngực của Na Như An, đánh Na Như An bay đi. Sau đó lại tiến đến gần, tốc độ cực nhanh, Na Như An còn chưa kịp ngã xuống đất, đã bị Mã Sơn xách cổ, bốp bốp mấy cái vả miệng. Tấm thân của Na Như An đâu thể chịu được Mã Sơn đánh, mấy cái đã ngã lăn lộn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cầu xin. Ngược lại là Viên Khả Kiều, rất có phong thái của phụ nữ cường mạnh, rõ ràng đối mặt với nhiều người, cũng không nhận thua cầu xin. Lúc này thấy Na Như An bị đánh, tức giận hét, các người dám đánh chồng tôi. Mã Sơn lại tát mạnh Na Như An mấy cái, nói tôi đánh anh ta đấy, thì sao? Tôi phải cho các người đi chết hết. Viên Khả Kiều hét lớn, đánh Trương Diễm Diễm mấy cái như điên, thoát thân ra, đột nhiên lấy ra một cái còi, đặt lên miệng thổi. Cái còi này rất nhỏ, âm thanh không vang, nhưng rất chói tai. Sư phụ Vinh thấy cô ta thổi còi kinh ngạc nói, còi chó. Cô ta là người của yếu môn. Euro òi chó là một loại còi đặc biệt, ban đầu là ăn xin dùng để đuổi chó. Chó tôn vinh con người, thông thường không dám tranh đồ ăn với người, chỉ vẫy đuôi đáng thương. Nhưng trong mắt chó, kẻ ăn xin không phải con người, mà cũng loại với chúng. Kẻ ăn xin xin ăn không dễ, khó khăn lắm mới xin được chút đồ ăn, thường xuyên bị chó tranh mất. Ăn xin sống ở gầm cầu, miếu hoang. Những nơi này cũng là nơi những con chó lang thang tập trung. Cho nên, ăn xin coi chó là kẻ địch. Trước đây, đám ăn xin có gậy đánh chó, tay cầm gậy, gặp chó là đánh. Dần dần truyền lại một bộ đả cầu bổng pháp, chính là chuyên dùng để đối phó với chó lang thang cướp đồ ăn. Ngoài gậy đánh chó, còn có còi chó. Âm thanh của còi này rất đặc biệt, con người nghe vào tai không vang, nhưng nghe nói có thể thổi ra sóng siêu thanh. Chó nghe nhạy cảm hơn con người, vào tai bọn chúng, âm thanh của còi này vô cùng vang, vô cùng chói tai. Ngoại trừ đối phó với chó, đương nhiên còi chó cũng có thể gọi người. Đồng bọn gần đó vừa nghe thấy tiếng còi, liền biết ở đây có chuyện. Không phải gặp phải đàn chó, thì là có tiệc lớn. Đám người ăn xin đoàn kết, một còi vang lên, vạn chiếc còi cùng vang, người gần đó sẽ chạy đến không dứt. Ngày xa những nhà lớn mở tiệc. Đám ăn xin đến xin ăn, đều dùng lễ đối đãi, ăn uống no nê, cho thêm vài đồng, rồi đuổi đi. Nếu keo kiệt, đám ăn xin cầm còi chó thổi, hú còi gọi mấy trăm con đến, thì rắc rối lớn, không ăn hết của nhà người đó thì họ cũng không đi. Cho nên có cách nói, còi chó vang lên, hoàng kim vạn lượng. Xã hội hiện đại, còi chó giống với gậy đánh chó, sớm đã mất đi giá trị thực dụng của nó, chỉ còn lại ý nghĩa tượng trưng. Cho nên cũng chỉ có nhân vật nòng cốt của yếu môn còn sử dụng thứ này. Sư phụ Vinh vừa nhìn thấy Viên Khả Kiều thổi còi chó, vô cùng kinh ngạc. Cô gái ăn mặc mát mẻ này lại là người của yếu môn. Ông ta đến thủ đô, sợ nhất là gặp phải người của yếu môn, chẳng may bị nhận ra thì rắc rối rồi. Sư phụ Vinh nháy mắt với ông chủ Vương và chị Mai. Hai người hiểu ý, chị Mai tiến lên một bước, kéo Trương Diễm Diễm. Còn ông chủ Vương lại lôi Mã Sơn lại. Họ đang định rút đi, thì phát hiện ở đầu phố cuối ngõ, không biết bao nhiêu là người đột nhiên mọc từ đâu đến. Những người này muôn hình vạn trạng, có người cởi trần, có người chống nạng, có người thiếu cánh tay mất cái chân, cũng có nhân viên giao hàng đi xe điện, thậm chí còn có thành phần trí thức mặc vest đi giày ra đi ra từ trong tòa nhà văn phòng bên cạnh. Ông chủ Vương nhìn những người này, cười than nói, ôi trời! Quán nhỏ của chúng ta đã bao lâu không có người đến xin ăn rồi.
Tôi còn tưởng đã hết ăn xin rồi đấy. Chị Mai nói, ông không biết bây giờ đám ăn xin cũng đăng ký công ty Internet rồi à? Xin ăn cũng lên mạng rồi. Sư phụ Vinh cau mày, khó tránh cảm khái trong lòng. Không ngờ yếu môn không những không yếu thế, mà còn phát triển theo hình thức mới, đúng là theo kịp thời đại. Ngược lại là Vinh môn, thời hưng thịnh năm đó, uy phong hơn yếu môn nhiều. Đầu đường ngõ nhỏ, siêu thị, trạm xe, xe công cộng, nơi nào mà không có người của Vinh môn. Địa vị của đại lão Vinh môn trên giang hồ, đều rất nổi tiếng. Giờ đây Mai Danh ẩn tích, chỉ còn lại một vài nhóm nhỏ không hiểu quy tắc lén lút chạy khắp nơi, làm hỏng quy tắc ngành thì không nói, cũng làm hỏng cả danh tiếng của ngành này. Trong mắt sư phụ Vinh, Vinh môn đã chết. Càng lúc càng nhiều người tập trung ở đầu đường, những người này cũng không vây đến. Giữa ban ngày ban mặt, nếu vây đến, khó tránh gây chấn động. Họ chỉ nhìn từ xa, giữ khoảng cách vô cùng hợp lý. Có thể thấy, tính tổ chức, tính kỷ luật của họ rất mạnh. Na Như An bị Mã Sơn đánh đến mặt sưng phồng tím bầm rất khó khăn bò từ dưới đất lên, trong mắt lộ vẻ kinh sợ, nói với Viên Khả Kiều, Kiều Kiều, sao em lại gọi người của các em ra? Viên Khả Kiều tức giận nói, anh đã bị đánh thành như vậy, em còn không gọi người. Chẳng lẽ nhìn họ, đánh chết anh à? Na Như An sờ khuôn mặt tím bầm, trong mắt lóe lên tỉa bất an. Viên Khả Kiều thấy người mình đến đông đảo, cũng o gan hơn, vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nói, sao không đánh nữa hả? Chẳng phải các người đánh giỏi lắm hả? Na Như An liếc nhìn Trương Diễm Diễm, nói, được rồi, cô mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi và Kiều Kiều nữa. Vừa nãy Trương Diễm Diễm đã bùng phất ra tuổi thân ấm ức tích lại mấy năm và tức giận nhất thời, mới điên cồng như vậy, lúc này bình tĩnh lại, nhìn Na Như An bị Mã Sơn đánh đến như vậy, cơn tức cũng nguôi. Còn có thể thế nào đây, cũng không đến mức đánh chết người. Được, tôi đi, anh yên tâm, sau này tôi sẽ không đến tìm anh nữa, coi như tôi chưa từng gặp An Hy, cô ta nói. Các người đi nổi không? Viên Khả Kiều cười lạnh lùng nói, bây giờ mới muốn đi, muộn rồi. Viên Khả Kiều nói xong, giơ tay, nắm nhẹ thành nắm đấm. Đám người lưa thưa xung quanh không xa không gần trông như không liên quan, đột nhiên đồng loạt dậm chân. Tiếng dậm chân khá chấn hãi lòng người, người bình thường nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhất định sẽ sợ hãi. Trái tim của Trương Diễm Diễm cũng đập thụp thụp, theo tiếng bước chân. Không chỉ cô ta, ngay cả Na Như An. Da thịt trên mặt xương tím cũng run lên. Thực ra Na Như An không thích Viên Khả Kiều, nhưng anh ta chẳng còn cách nào, đây là hôn sự của gia tộc sắp xếp cho anh ta. Sau lưng Viên Khả Kiều là Yếu Môn thủ đô, cũng là tổng đà của bang ăn xin phía Bắc. Bang chủ Trương Điên, mọi người gọi là kẻ điên Trương, lúc điên lên thì không nể mặt ai hết. Ngay cả Na Hy Nghiêu gia chủ của nhà họ Na cũng phải nể mặt ông ta mấy phần. Cô cho rằng, chỉ dựa vào đám cá thối tôm ươn này thì có thể ngăn được chúng tôi sao, trên khuôn mặt kiều diễm như hoa của chị Mai bỗng ngưng kết hàn xương. Viên Khả Kiều không được tính là xinh đẹp, chính vì không đẹp, nên bệnh đa nghỉ của cô ta rất nặng, chỉ sợ Na Như An có người phụ khác ở bên ngoài. Cho nên lòng đố kỵ của cô ta cũng vô cùng nặng, không thích nhìn phụ nữ đẹp. Vừa nãy nhìn thấy Trương Diễm Diễm, cô ta đã đánh đổ cả vỏ giám, mới muốn sỉ nhục một trận. Bây giờ lại nhìn thấy khuôn mặt chị Mai, trong lòng càng khó chịu. Làm sao có thể có phụ nữ đẹp như vậy chứ, loại phụ nữ này đều đáng chết. Hừ, vậy thì thử xem các người có đi nổi không, trong mắt Viên Khả Kiều lóe lên tia hung ác, lớn tiếng nói, tứ bảo. Chỉ thấy nhân viên giao hàng mặc áo khoác vàng gần đó nhảy xuống từ xe điện, nhanh chóng đi đến trước. Mặt Viên Khả Kiều, gọi một tiếng, chị Kiều Kiều. Tứ bảo, xử lý họ đi. Viên Khả Kiều nói, tôi sẽ tranh một vị trí cho cậu trước mặt ông điên. Nhân viên giao hàng tên Tứ Bảo vui mừng, cảm ơn chị Kiều Kiều. Rồi quay người, tháo mũ bảo hiểm xuống, kẹp trong khuỷu tay, đi về phía đám người chị Mai, nhìn mấy cái hỏi các người ai đánh được. Tôi đánh với các người vài chiêu. Chị Mai lắc đầu nói, Lão Vương, Sư Phụ Vinh, cậu ta nói muốn so chiêu với chúng ta đấy, chúng ta ai lên đây? Sư Phụ Vinh nói, he. Rớt vào cống rồi phải không, so chiêu với sâu trùng, thật mất mặt. Ông chủ Vương cười hi hi nói, Sư Phụ Vinh, tôi biết ông không muốn chọc vào người của Yếu Môn, nếu ông sợ, để tôi lên đi. Sư Phụ Vinh trừng mắt, láo, tôi sợ cái gì,
Tôi đang muốn tìm Trương Điên tính sổ đây. Nói xong đứng lên trước một bước, nói với Tứ Bảo, nhóc con, về đi, gọi Trương Điên đến, cậu không có tư cách so chiêu với tôi. Tứ Bảo vừa được Viên Khả Kiều khích lệ và cam kết, đâu có nghe lời này, trong lòng nổi giận, phụt người xông lên, giơ mũ bảo hiểm đập về phía sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh cũng chẳng động đậy, chỉ giơ cổ tay ra. Tứ Bảo đột nhiên đứng im ở đó, cánh tay đưa ra trước, trong tay cầm mũ bảo hiểm, cách mặt của sư phụ. Vinh chưa đến nửa tấc. Tứ Bảo, cậu làm sao thế? Viên Khả Kiều thấy cậu ta bất động, bèn hỏi. Trong ánh mắt của Tứ Bảo có vẻ kinh sợ. Đột nhiên, mũ bảo hiểm trên tay cậu ta chia thành hai nửa, lộp độp rơi xuống đất. Sau đó, tay áo của cậu ta cũng rách ra một đường dài, từ cổ tay cho đến bả vai. Trên cánh tay, bỗng xuất hiện một đường dài nhỏ màu đỏ. Màu của đường nhỏ dài này càng lúc càng đậm, càng lúc càng rõ, kéo dài cho đến động mạch chủ ở cổ. Tứ Bảo giơ tay trái, nhẹ nhàng sờ cổ, trên tay đỏ máu. Lúc Tứ Bảo ngã xuống, trong mắt đầy vẻ không cam tâm. Đến chết cậu ta cũng không biết đối phương làm sao làm được, đã dùng vũ khí gì. Tứ Bảo ngã xuống cũng khiến cả con phố hoàn toàn yên tĩnh. Khuôn mặt của đám người yếu môn lộ ra vẻ chấn kinh. Viên Khả Kiêu càng không dám tin. Cậu ta biết Tứ Bảo, cậu ta biết võ công, là võ công thực sự, không phải là kiểu đánh nhau đầu đường. Tuy trong yếu môn cao thủ như mây, Tứ Bảo cũng không là gì. Nhưng dùng một chiêu đã giết chết Tứ Bảo, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, khiến người ta không phát hiện ra. Vốn không nhìn thấy người ta ra tay. Nếu là ở trong yếu môn, cũng chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Viên Khả Kiều nhìn sư phụ Vinh, ông là ai? Sư phụ Vinh cười lạnh lùng một tiếng, một nha đầu thối như cô, không xứng biết tôi là ai. Nếu không phục, bảo Trương Điên đến tìm tôi. Viên Khả Kiều cau mày, ông quen bố nuôi của tôi. Sư phụ Vinh không ngờ Viên Khả Kiều là con gái nuôi của Trương Điên, không khỏi nhìn cô ta thêm hai cái, bỗng cười ha ha nói. Lão già Trương Điên, càng ngày càng chẳng ra sao, nhận con gái nuôi cũng không nhận xinh đẹp một chút, chỉ với dáng vẻ của cô, Trương Điên cho hết tài sản cũng không gả đi nổi. Này, tên nhóc họ Na đó, có phải có người ép cậu mới ở bên cô gái xấu xí này không? Na Như An đang ngẩn người vì cái chết của Tứ Bảo, chỉ cảm thấy lời của sư phụ Vinh đã nói đến tâm khảm của anh ta. Bồng liếc thấy ánh mắt như giết người của Viên Khả Kiều nhìn sang anh ta, sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội xua. Tay phủ nhận nói, Kiều Kiều, em đừng nghe ông ta nói, không ai ép anh thật lòng thích em. Viên Khả Kiều bèn hỏi, vậy anh nói xem anh thích em điểm nào? Tôi thích sự lương thiện của em, khí chất của em, tài năng của em, tóm lại, anh thích mọi thứ của Imo. Na Nhữ An gần như lật tìm hết những từ ngữ có hạn trong đầu mình. Viên Khả Kiêu lại không hài lòng, nói cả hồi lâu, anh cũng không nói em xinh đẹp, cho nên anh giống bọn họ, che em xấu xí phải không? Na Nhữ An sợ muốn chết, vội phủ nhận nói, không có, Kiều Kiều, sao anh lại che em được? Trong mắt anh, em là cô gái đẹp nhất trên thế giới này. Viên Khả Kiều mới hài lòng cười với Na Nhữ An, vậy còn được, hừ, buổi tối phải xử lý anh. Na Như An bất giác run lên. Cũng may lúc này Viên Khả Kiều đã quay người mặt hướng về sư phụ Vinh. Hừ, tôi không cần biết ông là ai, chỉ dựa vào lời của ông hôm nay, ông chết chắc rồi. Ha, tôi lại muốn xem cô lấy mạng của tôi thế nào. Bây giờ tôi muốn lấy mạng của cô, thì rất dễ dàng. Sư phụ Vinh vừa nói xong lời này, đám người gần Viên Khả Kiều đều lại gần cô ta, rất nhanh đã vây quanh cô ta. Cảnh này khiến đám người sư phụ Vinh nhìn mà cau mày. Người của yếu môn trước nay luôn đoàn kết, một khi người có địa vị cao trong bang gặp nguy hiểm, người dưới quyền đều thề chết bảo vệ. Xem ra nha đầu này đúng là con gái nuôi của Trương Điên. Chúng ta đi thôi, xem ai có thể ngăn được chúng a, chị Mai nói. Sư phụ Vinh gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể rời đi trước. Năm người họ đi đến đầu đường. Thấy họ đi đến. Người của yếu môn cũng không ngăn, nhường ra lôi đi, để mặc họ đi, chỉ là ung dung thong thả theo phía sau. Xuyên qua một con phố, đã nghe thấy tiếng còi chó vang lên, phía trước lại có một đám người xuất hiện. Đám người đi theo ban đầu đã giải tán, thay bằng nhóm người mới. Cứ như vậy, đi qua mấy con phố, vẫn không thể cắt đuôi được đám người đó. Họ dứt khoát chặn một chiếc taxi. Lên xe,
Sư phụ Vinh thở nhẹ nhõm một hơi, nói trước đây bị Yếu Môn nhằm vào, dính như cao da chó vậy, vứt cũng không vứt hết. Cũng may bây giờ giao thông phát triển, hai chân của đám ăn xin này cũng tụt hậu rồi. Chị Mai nói, kịp thời đại. Cũng chưa chắc, nhìn họ cũng rất theo. Nhìn ra cửa kính, lại không phát hiện có xe nào đáng nghỉ đi theo. Chị Mai vẫn rất cẩn thận, không bảo tài xế đến khách sạn, mà đến một công viên gần đó. Đến nơi, xuống xe, thì nghe thấy một tiếng còi chó vang lên. Tiếng còi được truyền ra từ trong xe taxi họ ngồi vừa nãy, còn chiếc xe đã hiên ngang rời đi. Một ông lão quét dọn công viên ngẩng đầu nhìn họ một cái, lấy ra còi chó trong túi, đặt lên miệng. Sư phụ Vinh không khỏi lắc đầu mắng, mẹ kiếp, xem ra hôm nay không thoát được đám tạp nham này rồi. Ông chủ Vương nói, hay là ông chống đỡ ở đây, chúng tôi đi trước. Sư phụ Vinh phỉ nhổ nói, đi đi, ông chỉ mong tôi chết ở đây, để ông và A Mai cao chạy xa bay phải không? Ông chủ Vương cười hi hi nói, sao lại thế chứ, tôi và A Mai sẽ không bỏ ông, cho dù ông chết, chúng tôi cũng sẽ đến thăm mộ ông. Sư phụ Vinh tức giận nói, he, Vương lão ngũ nhà ông, muốn chết, cũng là ông chết trước tôi. Chị Mai nói, được rồi, đừng đấu khẩu nữa, cao thủ của người ta đến rồi. Mọi người nhìn theo ánh mắt của bà ta, chỉ thấy một người đi ra từ trong công viên, mặc áo rất cũ, khoác một bao tải, trong tay cầm gậy, trông rất giống người nhặt rác. Sư phụ Vinh nhìn một cái, nói, đây là người cấp. Trưởng lão của Yếu Môn. Người đó đi không nhanh, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Ông ta đi đến, công viên vốn thanh lạnh cũng xuất hiện rất nhiều người, nhanh chóng bao vây họ. Chỉ lúc sau, một chiếc xe đi đến, dừng lại ở cổng công viên. Viên Khả Kiều và Na Như An chui ra từ trong xe. Vẻ mặt của Na Như An rất bất an và miễn cưỡng, còn vẻ mặt Viên Khả Kiều tràn đầy kiêu ngạo và cười lạnh lùng chế nhạo. Các ngươi chạy được không? Sau đó quay ra nói với người nhặt rác khoác bao tài, Ngưu trưởng lão, mấy người này ức hiếp tôi, vừa nãy còn giết Tứ Bảo, ông phải báo thù thay tôi. Tứ Bảo chết rồi, trong mắt Ngưu trưởng lão lộ ra vẻ thương xót và tiếc nuối. Chết rồi, bị ông ta, Viên Khả Kiều chỉ vào sư phụ Vinh, cũng không biết ông ta dùng cách gì, một chiêu đã đánh chết Tứ Bảo. Một chiêu, Ngưu trưởng lão nhìn sư phụ Vinh, xem ra ông cũng là cao thủ. Các con, ra tay. Một đám người bên cạnh ông ta xông đến. Ông chủ Vương nói, sư phụ Vinh, lão già này còn có chút bản lĩnh, cẩn thận chút, đám nhãi con này thuộc về tôi. Sư phụ Vinh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngưu trưởng lão. Ông chủ Vương xoay người, xông vào trong đám đông. Đám người vang lên tiếng gào rú. Chỉ thấy những chỗ ông ta đi qua, chỉ cần động vào, chạm vào, trên mặt hoặc trên người những người đó có một dấu ấn bàn tay đỏ, giống như que hàn in dấu lên vậy. Chu Sa trưởng. Ngưu trưởng lão vừa nhìn liền cau mày, đập mạnh gậy đánh chó trong tay xuống đất, người đã bay lên, quăng ra bao tải trên vai, như mây đen phủ đến. Đây cũng là tuyệt chiêu của ông ta, kẻ địch bị bao tải che tầm nhìn, phía sau bao tải chính là gậy đánh chó của ông ta. Ông ta vừa ra tay, sư phụ Vinh cũng ra tay. Chỉ thấy sư phụ Vinh lật cổ tay, giữa ngón tay có thêm một lưỡi dao mỏng. Dao vụt lóe sáng. Bao tải chia thành hai mảnh, ở giữa lộ ra một đường ánh sáng. Trong ánh sáng đó, chính là gậy đánh chó của Ngưu trưởng lão. Sư phụ Vinh không tiến mà lùi lại, bàn tay men theo gậy đánh chó trượt lên trên, lưỡi dao rạch trên gậy phát ra âm thanh chói tai. Trong chớp mắt, thân hình của hai người lệch nhau. Tang một tiếng, gậy đánh chó của Ngưu trưởng lão rơi xuống đất, chỉ thấy cổ tay có thêm một vết máu. Tay trái của Ngưu trưởng lão ôm cổ tay bên phải chảy máu không ngừng, kinh hãi nói. Khoái đao Vinh Môn, tôi nghĩ ra rồi, ông là Vinh Khoái Đao. Gọi người. Ngưu trưởng lão cầm cổ tay nhỏ máu, hét lớn một tiếng. Vòng vây vang lên tiếng còi hết đợt này đến đợt khác. Từ một con đường nhỏ ở công viên, có một người khoác bao tải đi ra. Viên Khả Kiều vui mừng nói, Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão nhìn cô ta một cái, tiểu nha đầu nhà cô, lại gây họa cho bang chủ rồi phải không? Viên Khả Kiều nói, tôi đâu có gây họa, là họ ức hiếp. Tôi, ông xem, Ngưu trưởng lão cũng bị thương rồi. Tôn trưởng lão nhìn sang cổ tay của Ngưu trưởng lão, bĩu môi nói, lão Ngưu, sao lại bị rắn cắn à? Ngưu trưởng lão nói, ông ta là đồ đệ của Nhất Đao Xuân, Vinh Khoái Đao.
Tôn trưởng lão nghe thấy ba chữ Nhất Đao Xuân, vẻ mặt liền biến sắc, mới nhìn sang sư phụ Vinh. Ha ha, sớm nghe nói Nhất Đao Xuân có đồ đệ, được chân truyền khoái đao, tiếc rằng là một tên nhát gan, chúng tôi tìm bao nhiêu năm cũng không tìm được, không ngờ ông còn dám đến thủ đô. Đã đến rồi, hôm nay đừng hòng đi. Sư phụ Vinh cười ha ha, chỉ dựa vào mấy tên ăn xin các người, ngăn được tôi sao? Ngưu trưởng lão cười lạnh lùng nói, Vinh khoái đao, đao của ông đủ nhanh, chỗ chúng tôi không ai ngăn được ông. Chúng tôi không ngăn ông cứ việc đi, nếu ông có thể ra khỏi thủ đô, ông đây cùng họ với ông. Ông không sợ tôi giết hết các ông ư, sư phụ Vinh kinh hãi nói. Giết, cứ việc giết, đệ tử yếu môn nhiều vô kể, ông giết được hết thì giết, tôn trưởng lão nói. Ông chủ Vương cười hi hi nói, lão Vinh, phí lời với đám ăn xin làm gì, một trưởng đập chết là được. Sư phụ Vinh lại cau mày. Ông ta biết, hôm nay rắc rối lớn rồi. Không phải vì sợ mấy tên ăn xin này, nhưng thân phận của ông ta bị lộ, sự việc hôm nay đã không phải là chuyện giữa Trương Diễm Diễm và Viên Khả Kiều rồi. Mối thù giữa Vinh Môn và Yếu Môn, sớm đã là không chết không thôi. Nơi này là thủ đô, giữa ban ngày ban mặt, ông ta không thể nào đại khai sát giới. Còn tính cách của đám ăn xin Yếu Môn này, lại như cao da chó. Ông ta chỉ giết hai trưởng lão bao tải cũng vô ích, ngược lại sẽ khơi lên mối thù chung của họ, dẫn đến nhiều tên ăn xin hơn. Sư phụ Vinh quen biết Yếu Môn nhiều năm, biết rõ điểm khó giải quyết của đám ăn xin này. Một khi bị vây chặt, thì đúng là không thoát thân nổi. Thế này đi, chúng ta làm giao dịch, thế nào, sư phụ Vinh nói. Giao dịch thế nào, tôn trưởng lão hỏi. Theo các ông đến tổng đàn Yếu Môn, các ông cử một người một đấu một với tôi. Muốn đánh hội đồng cũng được, tóm lại, ân oán giữa Vinh Môn và Yếu Môn, hôm nay phải kết thúc. Sư phụ Vinh tỏ vẻ mặt hăng hái, dáng vẻ không quan âm sống chết. Nhưng, các ông phải thả mấy người bạn của tôi, họ không liên quan đến Vinh Môn. Tôi phỉ nhổi, đám ăn xin còn chưa đáp lại, ông chủ Vương đã mắng nói, họ Vinh kia, một mình không đi là sao hả, thể hiện anh hùng chắc. Nghĩ tôi sẽ cảm ơn ông hả, ông đi cái gì hả? Cái gì mà tổng đàn Yếu Môn, chẳng phải là hang ổ đám ăn xin sao? Ông đi được thì tôi cũng đi được. Trong lòng sư phụ Vinh thấy ấm áp, ngoài miệng lại mắng nói, Vương lão ngũ nhà ông, phát điên gì hả, tôi là người của Vinh Môn, có thủ với Yếu Môn, ông đi làm gì? Nếu tôi chết, không phải vừa hay đúng ý ông, sau này cũng không còn ai tranh A Mai với ông hả, mau cút đi. Ông chủ Vương cười hi hi nói, không có ai tranh thật chẳng thú vị, tôi thích tranh với ông. He, lão già bị ổi nhà ông, chưa từng thấy ai bị ổi như ông, sư phụ Vinh mắng, ông đi cùng tôi, A Mai làm thế nào? Nghe hai người họ mắng nhau, khoang mắt của chị Mai bất giác ươn ướt. Muốn đi thì cùng đi, chị Mai nói chắc như đinh đóng cột, nhưng em mờ. Bà ta bỗng vụt người, đến bên cạnh Viên Khả Kiều, đưa tay bóp cổ của Viên Khả Kiều. Viên Khả Kiều kêu A một tiếng, cảm thấy trên cổ lạnh toát. Mới phát hiện giữa ngón tay chị Mai giấu ám khí sắc nhọn. Chị muốn làm gì? Viên Khả Kiều run rẩy nói, chị biết tôi là ai không? Đứng im, động đậy sẽ chết đấy. Giọng của chị Mai rất dịu dàng, trong dịu dàng lại mang theo sát khí. Cô là con gái nuôi của Trương Điên, cô tự nói vậy, chẳng phải sao? Biết vậy mà chị còn dám động vào tôi. Bố nuôi tôi sẽ giết các người, Viên Khả Kiều nói. Vậy sao? Chị Mai cười khà khà. Vậy phải xem, ông ta có bản lĩnh đó không, nhưng cô chắc chắn cô không nhìn thấy được. Tôi sẽ giết cô trước khi ông ta giết chúng tôi. Viên Khả Kiều sợ hãi, kêu lớn, tôn trưởng lão, Ngưu trưởng lão, cứu tôi. Tôn trưởng lão nghiêm trọng quát lên, thả cô cả rét. Sư phụ Vinh lắc đầu, cười he he nói, vẫn là A Mai thông minh, sao tôi không nghĩ đến chứ. Cô cả, ha ha ha, con gái nuôi vô dụng, trông xấu xí như vậy, còn ngu xuẩn. Vừa nhìn là biết con ruột của Trương Điên. Sinh ra mà không dám nhận, tám phần là con riêng. Ha ha ha, ông dám sỉ nhục bang chủ và cô cả, muốn chết hả? Hai trưởng lão bao tải đều xanh mặt, những người của Yếu Môn cũng lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt tức giận. Các người cho rằng như vậy thì có thể đi được sao? Chị Mai cười nói, chúng tôi cũng không định đi, chẳng phải chỉ là tổng đàn bang ăn xin các người sao? Lão nương đang muốn đi mở rộng tầm mắt đây. Chỉ có điều để cô cả nhà ông đi cùng làm hướng dẫn thôi. Được,
Vậy thì mời, tôn trưởng lão nghiêng người, làm tư thế xin mời. Chị Mai nói, khoan đã, ba người chúng tôi đi theo. Ông, nhưng hai người họ không liên quan đến chuyện này, các ông phải thả họ đi. Hơn nữa, lúc họ đi, các ông không được thổi còi. Nếu không, tôi sẽ giết cô cả nhà ông. Bọn họ mà bà ta nói, đương nhiên là chỉ Mã Sơn và Trương Diễm Diễm. Tôn trưởng lão nhìn họ một cái, nói, được, tôi đồng ý với cô. Chị Mai nói, Mã Sơn, cậu đưa Diễm Diễm đi trước đi. Mã Sơn hơi do dự, kéo Trương Diễm Diễm chạy đến góc đường. Người của bang ăn xin không thỏi còi. Họ chạy một chạy qua hai con phố, quay đầu sớm đã không thấy công viên và bóng người yếu môn nữa. Mã Sơn liền lấy điện thoại gọi cho Lý Dục Thần, alo, Dục Thần, sư phụ Vinh bị người của yếu môn nhận ra rồi, bây giờ ba người họ cùng đến tổng đàn của yếu môn. Mã Sơn đang nói điện thoại, bỗng phát hiện xung quanh có thêm vài người, muôn hình muôn vẻ, dường như chỉ là người qua đường, nhưng mỗi một người đều nhìn sang họ bằng ánh mắt kỳ dị. Anh ta nghe thấy tiếng soàn soạt vang lên phía sau. Quay người nhìn, chỉ thấy một gã lang thang đầu tóc rối bù, khoác bao tải, chống gậy đang đi về phía bên này. Lúc Lý Dục Thần nhận điện của Mã Sơn, anh đang luận đạo với Kim Tam Mộc ở Bạch Vân Quan. Kim Tam Mộc rất nhiệt tình, đương nhiên cũng rất kích động, không dễ gì có Thượng Tiên Thiên Đô đến, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lý Dục Thần cũng rất vui giao lưu với Kim Tam Mộc. Bạch Vân Quan là đại quan ngàn năm, năm đó, Trường Xuân chân nhân khâu xử cơ tu đạo ở đây, và phi thăng tại nơi này. Euro ó vài tiểu thuyết viết Trường Xuân chân nhân rất bình thường, thậm chí còn rất vô dụng, nhưng trên tiên sử đạo gia thực sự, ông ấy là bậc thầy của đạo toàn chân, cũng là người sáng lập cả đạo giáo. Đạo pháp của Trường Xuân truyền bá, tự có chỗ huyền diệu của nó. Tu vi của Kim Tam Mộc đạo trưởng rất thâm sâu, còn Bạch Vân Quan ở thủ đô. Tu hành khó tránh liên quan đến trần tục, việc này vô cùng có ích với Lý Dục Thần, dù sao lần này anh xuống núi, chính là muốn ngộ đạo trong hồng trần. Adam ở một bên lắng nghe, không xen được miệng, nhưng anh ta vô cùng hưng phấn, ở Los Angeles, sư phụ dạy anh ta, đâu có cơ hội nghe đạo pháp chính tông giao. Lưu như này. Đúng lúc này, Mã Sơn gọi điện đến. Lý Dục Thần nghe mà cau mày, còn Mã Sơn nói được một nửa, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Anh cũng biết đã xảy ra chuyện. Anh Mã Sơn. Lý Dục Thần gọi một tiếng, phía bên kia điện thoại lại vang lên tiếng máy bận. Kim đạo trưởng, ông biết tổng đàn yếu môn thủ đô ở đâu không? Tôi biết, ở ngoại ô phía tây, cách đây không xa lắm, Kim Tam Mộc nhìn vẻ mặt của Lý Dục Thần, cẩn thận hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lý Dục Thần gật đầu, tôi có mấy người bạn, có lẽ bị người của yếu môn bắt đi, sợ là gặp nguy hiểm, tôi phải đi một chuyến. Kim Tam Mộc bỗng nhớn mày, nói, ha, đám ăn xin này càng ngày càng chẳng ra sao, ngay cả bạn của Lý Tiên Nhân cũng dám bắt đi. Tôi đi cùng cậu, không dạy bảo họ một trận, thì không biết mình họ gì. Adam vừa nghe, hình như sắp đánh nhau, ánh mắt sáng lên, nói, tôi đi cùng hai người. Lúc Lý Dục Thần nhận điện, Na Mạc Hòa của nhà họ. Na cũng nhận được điện của Na Như An gọi đến. Cái gì, cô Viên bị người ta bắt? Đám người đó còn đến tổng đàn yếu môn. Na Mạc Hòa kinh ngạc. Nhà họ Na và đám ăn xin trước đây đối đầu nhau, vì nhà họ Na xuất thân hoàng tộc, còn bang ăn xin đều là ăn xin, hai bên trời sinh đã có sự đối lập về đẳng cấp. Huống hồ ở tiền triều, bang ăn xin lúc đó còn dẫn đầu tạo phản. Nhưng cùng với nhà họ Na lụi bại, một phát trượt khỏi bốn gia tộc lớn thủ đô, ngược lại là bang ăn xin, trải qua mưa gió, không những không diệt vong. Mà còn có hiện tượng hưng thịnh, lại thêm tên điên khùng như Trương Điên, ăn xin thủ đô đã trở thành một thế lực không kém gì đại gia tộc. Sau khi nhà họ Lý diệt vong, nhà họ Na lại ngồi lên vị trí tứ đại gia tộc, nhưng họ biết rõ, vị trí này không vững chắc. So với nhà họ Lý năm đó, nhà họ Na còn kém xa, chỉ so với ba gia tộc còn lại, khoảng cách cũng rất lớn. Thủ đô là vương địa, thế gia hào môn nhiều không đếm xuể. Địa vị của nhà họ Na có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Để ổn định địa vị, Na Mạc Hòa mới nghĩ ra chủ ý liên hôn với bang ăn xin. Ông ta biết Trương Điên có một cô con gái riêng, trông rất xấu xí, công tử thế gia chắc chắn không để ý, nếu có thể để cậu chủ nhà họ Na cưới cô ta, Trương Điên chắc chắn sẽ vui. Như vậy, nhà họ Na có thể một viện binh mạnh. Có tên điên không ai dám chọc vào như Trương Điên làm thông gia.
ai còn dám chọc vào nhà họ Na. Anh cả Na Hi Nghiêu cũng cảm thấy chủ ý này của ông ta khá được, nhưng vấn đề là cho cậu ấm nào nhà họ Na cưới cô gái xấu xí đó đây. Con cháu của gia chủ Na Hi Nghiêu không một ai đồng ý, Na Mạc Hòa cũng không nỡ để con trai của mình cưới cô vợ quỷ Dạ Xoa. Nghĩ đi nghĩ lại, thì nghĩ đến Na Như An. Na Như An là cháu họ của Na Mạc Hòa, cũng coi là cháu ruột, nhưng cả nhà Na Như An thuộc chỉ hơi xa trong gia tộc, không có quyền thế, cho nên gia tộc đã quyết định chuyện này, mặc dù trong lòng Na Như An không muốn, cũng không có cách nào từ chối. Nghe nói Viên Khả Kiều bị người ta bắt, Na Mạc Hòa liền sốt ruột. Chẳng may xảy ra chuyện gì, thì hôn sự này toang rồi, kế hoạch đó cũng hỏng hết. Như An, bây giờ mọi người đang ở đâu, ông ta hỏi. Cháu đang trên đường về nhà, Na Như An nói. Na Mạc Hòa vừa nghe liền tức không để đâu cho. Hết, mắng nói, tên khốn nhà cậu, sao cậu có thể về nhà chứ? Lúc này, cậu phải ở bên cạnh cô Viên trước đi đi. Mau quay lại cho tôi. Na Như An đầy một bụng ấm ức, khó khăn lắm mới nhân lúc họ không chú ý bỏ chạy. Trong lòng anh ta chỉ mong Viên Khả Kiều chết đi, như vậy anh ta có thể không cần cưới con hổ cái đó làm vợ. Nhưng bây giờ anh ta không dám nói với Na Mạc Hòa. Tắt máy, trong lòng Na Như An dâng lên cảm giác đau buồn kỳ lạ. Xuất thân hào môn thì đã làm sao? Chẳng phải là cái mạng hèn, bị người ta đá đi đá lại, ngay cả yêu ai cũng không được tự quyết định. Cuộc sống như vậy, có ý nghĩa gì đây? Anh ta thở dài một hơi, nói với tài xế, quay đầu, đến ngoại ô phía tây. Na Mạc Hòa tắt máy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút không yên tâm. Ông ta rất hận thằng cháu này không hiểu chuyện. Càng là vào lúc này, cậu ta càng không được rời khỏi bên cạnh cô Viên. Ở bên lúc nguy nan, thậm chí còn lấy thân mình bảo vệ, mới có thể thể hiện giá trị. Bỏ đi lúc này, cô cả này không sao thì còn tốt, chẳng may xảy ra chuyện gì, Trương Điên nổi giận xông đến, cả nhà họ Na xui xẻo rồi. Na Mạc Hòa không phải gia chủ, chỉ là Na Hi Nghiêu, anh trai công ta gần đây không được khỏe, mới giao việc trong gia tộc cho ông ta xử lý. Ông ta suy nghĩ, cảm thấy đây là chuyện lớn, vẫn nên báo cáo với Na Hi Nghiêu. Na Hi Nghiêu vừa uống thuốc, đang dựa lên đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe Na Mạc Hòa báo. Cáo xong, tức giận bất lực nói. Tên điên Trương Điên này, có thể lôi kéo nhất định phải lôi kéo, không thể lôi kéo, cũng tuyệt đối không được đắc tội. Chuyện này, chú đích thân đi một chuyến đi, tranh thủ thể hiện tốt một chút, cho Trương Điên biết, nhà họ Na một lòng với ông ta. Na Mạc Hòa gật đầu, được, anh cả, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Thấy sắc mặt Na Hi Nghiêu rất kém, lại nói, anh cả, chẳng phải chị dâu đã đến Bạch Vân Quan xin thuốc rồi sao, không hiệu quả à? Na Hi Nghiêu lắc đầu, cũng không phải thiên đan, đâu có hiệu quả tốt như vậy. Tôi vốn muốn mời Vương Đạo Trưởng đến xem sao, nhưng bất lực Vương Đạo Trưởng là thân thể ngàn vàng, không mời nổi. Na Mạc Hòa nói, hay là, hôm khác tôi đi mời xem. Na Hi Nghiêu xua tay. Nói, năm đó ông cụ nhà chúng ta có thể nói được vài câu với Vương Đạo Trưởng, nay ông cụ đã qua đời, thủ đô hiện nay, cũng không có mấy người có thể mời được Vương Đạo Trưởng xuống núi. Ngoại ô phía tây thủ đô có một tòa viện lớn, khác với tứ hợp viện sang trọng trong thành phố, tòa nhà này hơi cũ, môi trường xung quanh rất bình thường, đều là nhà dân bình thường. Những người ra vào khu nhà này cũng đều là người bình thường, thậm chí có rất nhiều gã lang thang. Xe thương vụ dừng trước cổng sân viện. Đám người sư phụ Vinh xuống xe, thì bị một đám người bao vây. Chị Mai bóp chặt cổ của Viên Khả Kiều, lôi cô ta từ trong xe ra. Tôn trưởng lão thịt thịt gõ gậy hai cái, những người đó rào rào tản ra. Tôn trưởng lão nhìn chị Mai một cái, ba vị, xin mời. Sư phụ Vinh đi đầu, chị Mai áp giải Viên Khả Kiều theo sát phía sau, ông chủ Vương xoa hai bàn tay đi cuối cùng. Họ vừa đi vào. Cổng lớn tang tang một tiếng đóng lại. Bên trong là một sân viện rất lớn. Trong sân chật kín người đứng, có đến mấy trăm người. Những người này, người nào cũng cầm một cây gậy, bắt đầu gõ xuống rầm rầm. Tiếng gõ này bắt đầu hỗn loạn, rồi dần dần khớp nhau, biến thành một điệu nhịp hào hùng. Cùng với cây gậy gõ xuống, mặt đất cũng như chấn rung. Sư phụ Vinh cười cợt chế nhạo, đồ chó này, chỉ biết chơi chiêu hù dọa người khác. Dù có kêu to thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tên ăn mày rác rưởi mà thôi. Giọng ông ta vô cùng khí thế,
truyền ra từ trong cây gậy, quanh quẩn khắp sân, ai ai cũng đều nghe thấy rất rõ. Bỗng nhiên, giọng nói ấy dừng lại. Nháy mắt cả sân yên tĩnh. Tôn trưởng lão nói với chị Mai, có thể thả cô chủ của chúng tôi đi chưa? Ông thấy tôi ngu lắm à? Chị Mai nhìn tôn trưởng lão cười rộ lên, nụ cười ấy vô cùng quyến rũ đến lay động lòng người. Nụ cười của bà ta làm đám ăn xin trong viện mê mẩn. Mọi người bắt đầu suy nghĩ miên man. Cái mặt già của tôn trưởng lão đỏ bừng, có chút tức giận nhưng rồi lại không thể xả ra ngoài. Lúc này, có một người bước ra khỏi đám đông. Người nọ có mái tóc bạc trắng, áo quần sạch sẽ không hề giống một tên ăn mày mà giống một người kỹ sư công trình đã về hưu. Tôn trưởng lão thấy người nọ bèn khom lưng hành lễ, Lư trưởng lão. Lư trưởng lão khẽ gật đầu, rồi đi tới trước mặt sư phụ Vinh, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới rồi nói, trông béo tốt hơn năm xưa nhỉ, ơi, nhưng mà làm việc ở nhà bếp sao, thật hết cách, chẳng biết đao pháp thầy dạy cho ông có hoang phế không nữa. Sư phụ Vinh liếc mắt là nhận ra ngay người nọ là Lư Thủ Sơn, là nhân vật số 2 của Yếu Môn, trình độ võ thuật cũng xem với Trương Điên. Chậc, tôi tưởng là ai, hóa ra là thủ hạ bại tướng mà năm xưa suýt bị thầy tôi chém chết đây mài, sư phụ Vinh không hề nhân nhượng. Cái miệng vẫn láu cá như vậy nhỉ, Lư Thủ Sơn cười khẩy. Sư phụ Vinh nói, đừng làm nhảm nữa, bảo Trương Điên xuất hiện đi. Ông bảo tôi à? Một giọng nói mờ mờ ảo ảo vọng tới chả biết phát ra từ đâu. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô cùng hùng dũng như nước sông cuồn cuộn từ trong bốn phương tám hướng chảy tới. Trong sâm chìm trong một luồng áp lực cùng cực. Những tên ăn mày chen chúc trong sân đều lộ ra sự hưng phấn và ngưỡng mộ như chứng kiến thần linh giáng thế. Tất cả mọi người lặng im thành kính, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân và tiếng hít thở của người bên cạnh. Lư Thủ Sơn mở lời trước. Ông ta khom người nói, thuộc hạ kính chào bang chủ. Mấy trưởng lão khác nhanh chóng quỳ xuống, nói thuộc hạ cung nghênh ban chủ. Những đệ tử cái bang khác đều đồng loạt quỳ gối, hô to thuộc hạ cung nghênh bang chủ. Giọng nói đồng thanh vang vọng khắp đất trời. Sư phụ Vinh há mồm định bụng đâm trọt vài ba câu. Đã thời đại nào rồi, tưởng mình là Đông Phương bất bại à? Thế nhưng áp lực khủng khiếp ấy khiến ông ta không nói nên lời. Luồng sát khí ngập tràn không gian khiến mỗi một cọng lông trên người ông ta dựng đứng, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón địch. Trên mặt ông chủ vương vẫn mỉm cười vui vẻ rạng ngời, nhưng trong ánh mắt lại đầy cảnh giác, liên tục xoa ai mà bàn tay đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Chị Mai dùng nhiều lực hơn trên tay, bóp viên khả kiều mạnh hơn. Không trung xuất hiện một bóng đen nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng đó là một con chim ưng đang bay lượn. Bóng đen ấy lao cực nhanh thoáng chốc đã tới sân. Lúc này mọi người mới thấy rõ đó là một bóng người. Chị Mai ra tay trước tiên, bà ta giương tay lên, tia sáng bạc lao nhanh như điện xẹt bắn về bóng người trên bầu trời. Nhưng người nọ lao xuống không bị bất cứ thứ gì cản trở, chỉ chốc lát đã xuất hiện ngay trước mắt chị Mai. Chị Mai buộc phải tung ra ám khí thứ hai. Vẫn là hoa rơi đầy trời, nhưng ngay bây giờ lại do khoảng cách quá gần nên tốc độ của ám khí càng nhanh hơn, diện tích che phủ cũng rộng hơn nhiều. Người nọ muốn tránh cũng khó mà tránh được. Nhưng người nọ không hề lùi bước mà vẫn tiến tới, tốc độ không hề suy giảm, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một cơn gió lốc cuồn cuộn nổi lên cuốn trôi tất cả mọi ám khí. Đợt ám khí thứ ba của chị Mai cũng không kịp tung ra. Bà ta cảm thấy cánh tay mình tê dần, hoa mắt, viên khả kiều trong tay đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn lại thì phát hiện viên khả kiều đã tới trung tâm bãi đất trống. Đứng bên cạnh viên khả kiều là một người đàn ông vạm vỡ to lớn. Người đàn ông ấy trông khá tương tự với viên khả kiều. Người nọ chính là Võ Si Trương Điên, là trưởng môn của Yếu Môn tại thủ đô và cái bang ở Bắc Phái chị Mai kinh hãi. Bà ta biết Trương Điên rất lợi hại nhưng không ngờ võ công của Trương Điên lại cao cường như vậy. Tông sư ra tay, không cách nào đánh trả. Ông chủ vương và sư phụ Vinh đứng bên cạnh chỉ biết dương mắt đứng nhìn bởi lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chị Mai còn có thể lấy ám khí ra dùng, còn hai người bọn họ, một người dùng đao, một người dùng chu sa trường, cả hai đều là dân cận chiến nên chả có cơ hội ra tay. Bố nuôi, viên khả kiều còn chưa kịp hoàn hồn, vừa thấy rõ dáng vẻ của Trương Điên mới vui mừng. Trương Điên vỗ nhẹ bả vai viên khả kiều, khẽ ừ, ánh mắt vẫn dán chặt vào chị Mai. Bà là nhất chỉ Mai nhỉ?
Ông biết tôi à? Chị Mai kinh ngạc hỏi. Ha ha ha. Trương Điên cười to, hai tay dang rộng, một đống ám khí rơi xuống kêu leng keng. Chiêu ám khí hoa rơi đầy trời ấy đời này chẳng có mấy ai thi triển được, và lại còn là một mỹ nhân quyến rũ, không phải bà thì còn ai vào đây nữa. Người đời nói rằng thiên thủ quan âm nhất chỉ Mai là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đến cả tông sư của thành phố Dũng Liễu Kim Sinh cũng bị bà mê hoặc đến mức chết mê chết mệt, xem ra lời đồn không sai, bà quả đúng là tuyệt sắc. Giai nhân, trưởng môn Trương quá khen rồi, chị Mai biết ba người bọn họ không phải là đối thủ của Trương Điên, còn con tin viên Khả Kiều này nữa, đây là một cục diện thất bại sẵn rồi. Bây giờ họ chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Mà kỳ tích này chính là Lý Dục Thần. Từ lần đầu tiên đi theo bà ta đến quán mạt trược của Sáu Xeo, Lý Dục Thần đã cho bà ta quá nhiều bất ngờ. Bà ta cảm giác rằng trên đời này không có chuyện gì Lý Dục Thần không làm được. Nhưng mà bà ấy lại càng lo lắng hơn. Dù sao Trương Điên cũng là một cao thủ võ đạo đã bước một chân vào cánh cửa tông sư. Ba bộ xương già bọn họ đã trải qua biết bao phong ba bão táp trên giang hồ, nói thô thì cái gì cũng thấy rồi, cái gì cũng hưởng qua rồi, chỉ cần không thể thành tiên, chết sớm hay chết muộn cũng chả có gì khác nhau. Người trong giang hồ ắt sẽ có giác ngộ không màng tới chuyện sống chết. Nhưng Lý Dục Thần lại khác, anh còn trẻ, tương lai tươi sáng vô vàn khả năng. Chị Mai không hy vọng anh rơi vào tình thế hiểm nguy. Dọc đường tới đây, bà ta có cơ hội gọi điện cho Lý Dục Thần, bà ta cũng từng chần chừ do dự nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định không gọi. Bà ta nắm mạng sống của Viên Khả Kiều trong tay, luôn bàn bạc trao đổi với Trương Điền. Ai ngờ rằng Trương Điền vừa ra tay đã cứu Viên Khả Kiều đi rồi. Trưởng môn Trương là tông sư võ đạo, ra tay với hậu bối như chúng tôi không sợ người đời đàm tiếu à? Chị Mai cười với Trương Điên, nụ cười ấy đây mê hoặc thể hiện hết sự quyến rũ của bà ta ra ngoài. Trương Điên ngẩn ngơ ngắm nhìn, cười nói, bà không cần khích tôi đâu, tôi không làm theo ý bà đâu. Nhưng mà nếu bà gả cho tôi làm vợ thì tôi đây có lẽ sẽ tha cho các người đấy. Bố nuôi, bố không nói thật đó chứ. Con phản đối, Viên Khả Kiều la hét. Trương Điên cười nói, con gái ngoan, chuyện của bố nuôi con đừng xen vào. Con vẫn nên giữ kỹ chồng chưa cưới của mình đi. Lúc này Viên Khả Kiều mới phát hiện Na Nhữ An chưa tới, lòng không khỏi nổi cơn giận dữ, tên Na Nhữ An kia, con bị bắt cóc mà anh ta dám bỏ chạy, để xem con có xé xác anh ta không. Trương Điên nói, xé xác làm gì, nếu con xé xác người ta thì lấy ai kết hôn với mình. Bố nuôi, Viên Khả Kiều bất mãn kêu lên. Được rồi, bố biết con quan tâm người ta, bố đã giúp con tóm anh ta về. Còn có ả đàn bà tranh giành đàn ông với con kia nữa, bố cũng đã nhốt trong kho hàng, mau đi đi, xử lý thế nào đều do con quyết hết đó. Thật à, Viên Khả Kiều vui vẻ, bố nuôi, con đi đây nhé. Chị Mai thấy Viên Khả Kiều hưng phấn rời đi mà lòng lạnh toát, ý trong lời Trương Điên là Mã Sơn và Trương Diễm Diễm đã không thể chạy thoát. Chẳng biết bọn họ có liên lạc với Lý Dục Thần không nữa. Trương Điên ngả ngớn nhìn chị Mai, hỏi thế nào. Kiên nhẫn của tôi không có nhiều đâu. Chị Mai còn chưa trả lời, sư phụ Vinh đã mắng to, bà nội họ, cái đồ ăn mày bẩn thỉu nhà ông mà còn đòi cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga à, sao không soi nước tiểu của mình xem đi, chỉ dựa vào phẩm hạnh kia mà ông cũng xứng ải. Trương Điên nghe vậy không hề tức giận, chỉ nhìn sư phụ Vinh rồi bảo, ông là đồ đệ của Nhất Đao Xuân nhỉ. Làm rùa rụt cổ nhiều năm vậy rồi sao từ bỏ chui ra thế. Thầy của ông gan dạ hơn ông nhiều. Các người đều tưởng tôi giết ông ta nhưng thật ra tôi không có giết, tôi chỉ muốn ông ta quỳ xuống thừa nhận Vinh Môn không phải là môn phái gì. Nhưng mà ông ta không chịu, hết cách, tôi đành phải đánh gãy gân chân của ông ta. Nhưng mà ông ta thà tự sát chứ nhất quyết không chịu quỳ xuống, ngay khi đầu gối chạm đất, ông ta đã lấy thanh đao nhanh nhất của Vinh Môn các người cắt cổ mình rồi. Mắt sư phụ Vinh đỏ ngầu, ông ta nổi giận gầm lên, chạy vọt qua chỗ Trương Điên. Nhưng ông ta đã bị trưởng lão cái ban Lư Thủ Sơn ngăn lại. Vừa chạm vào nhau cả hai đã nhanh chóng tách ra. Sư phụ Vinh che ngực, liên tục lùi lại thịch 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 mấy bước, khóe miệng chảy ra vài giọt máu tươi. Ông ta nhẹ nhàng trà sát, nở nụ cười quái dị. Lư Thủ Sơn chỉ quơ quơ nửa người trên, hiển nhiên công lực thâm hậu hơn sư phụ Vinh rất nhiều. Nhưng tay phải đang rũ xuống của ông ta lại nhỏ máu, ba ngón tay ở giữa bị cắt đứt tận gốc.
Trương Điên hơi thay đổi sắc mặt, không sai, quả thực có được mấy phần chân truyền của sư phụ ông. Đáng tiếc, năm đó tôi chưa sờ đến ngạch cửa tông sư, sư phụ ông đã không địch lại tôi, bây giờ tôi đã vào cảnh giới tông sư, sao ông có thể là đối thủ của tôi? Sư phụ Vinh còn muốn tiếp tục, lại bị chị Mai ngăn lại. Chị Mai hỏi, Trương Điên, ông nói chuyện có giữ lời không? Trong lòng Trương Điên vui mừng, đáp, đương nhiên là giữ lời. Sao hả, bà đồng ý. A Mai, sư phụ Vinh và ông chủ Vương đồng thời hô lên. Chị Mai duỗi tay cản lại bọn họ, trưởng môn Trương, bảo tôi cứ thế gả cho ông tôi cũng không cam tâm, không bằng như thế này đi, ông chọn ra ba người trong cái bang của các ông đến luận võ với ba người chúng tôi. Có ba ván, hai ván thắng là thắng. Nếu chúng tôi thua, tôi sẽ đồng ý lấy ông làm chồng. Từ đó về sau tôi sẽ đi theo làm tùy tùng, trải giường ấm chăn, hầu hạ vị bang chủ là ông. Còn nếu chúng tôi thắng, ông để chúng tôi đi. Đương nhiên, ông là bang chủ nên ông không thể ra tay. Yêu cầu này của tôi không quá đáng đi. Trương Điên không nói gì, nheo mắt nhìn chị Mai, dường như đang tự hỏi gì đó. Chị Mai thấy ông ta do dự, bèn cười lạnh, chẳng lẽ đường đường là cái bang, ngoài người trưởng môn là ông ra, không chọn được ba người ra dáng ra hình hả? Vậy năm đó các ông đã diệt Vinh môn thế nào, đáng phải cân nhắc lại đấy. Trương Điên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói, suýt chút nữa lại mắc bẫy của bà rồi. Tâm địa người đàn bà này thật là gian xảo, có điều tôi thích, ha 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 ha. Rốt cuộc là ông có đồng ý hay không đây? Tôi có thể đồng ý, có điều cần gì phải đánh ba ván thắng hai, quá phiền phức. Cái bang chúng tôi có một trận đánh chó, các người có bản lĩnh thì thử xông vào một lần đi. Nếu có thể xông ra khỏi trận đánh chó, tôi sẽ để các người đi. Sao hả, có dám không? Chị Mai thở dài, nói chúng tôi có lựa chọn khác sao? Ha ha ha, vậy bà hãy đợi làm bang chủ phu nhân đi, Trương Điên cười lớn, hăm hở hô to, bày trận. Chợt thấy đệ tử đòi cửa trong sân bắt đầu phần phật bày trận. Bốn trưởng lão bao tải cầm đầu, tổng cộng có 36 người đồng loạt cầm gậy đánh chó, bao vây ba người sư, phụ Vinh, ông chủ Vương và chị Mai ở giữa. Những đệ tử đòi cửa khác thì tản ra, đứng dựa vào tường viện hóng chuyện, mỗi người cầm một cây gậy trống trên mặt đất, miệng hô hào rô rô ủng hộ cho người ở trong sân. Sư phụ Vinh nói nhỏ, trận đánh chó không có gì kỳ lạ, chủ yếu là lấy nhiều đánh ít, bí quyết quan trọng là đánh lung tung chết chó dại. Thoạt nhìn lộn xộn, thật ra đều có phương pháp cả. Điểm quan trọng nhất là bốn trưởng lão bao tải kia, chốc nữa tôi sẽ đối phó với hai người bên trái, lão Vương đánh với hai người bên phải, a. Mai tùy cơ phối hợp chiến đấu. Chúng ta tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết một hoặc hai người, trận này sẽ tự sụp đổ. Bị gậy gộc của đám ăn xin nhỏ bên ngoài kia đánh hai lần cũng không sao, trước cứ mặc kệ đã. Ba người bàn bạc xong thì đứng lưng tựa lưng, tạo thành thế tam giác, chuyển động theo bước chân của 36 người kia. Chợt nghe Trương Điên quát lên, ra tay. Trận đánh chó đột nhiên khởi động, 36 cây gậy trên dưới trước sau đánh về phía ba người từ các góc độ và phương hướng khác nhau. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương đồng thời chia ra hai bên, căn răng chịu đựng một đám gậy, xông về phía bốn trưởng lão bao tải. Cây gậy nện lên người bọn họ phát ra tiếng bịch 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 nặng nề. Người của cái bang đại khái cũng không ngờ bọn họ sẽ không tránh không né, cứ thế lao tới. Đao của sư phụ Vinh đã ra khỏi vỏ, chu sa trưởng của ông chủ Vương cũng áp sát lồng ngực của một trong số trưởng lão bao tải. Bốn trưởng lão bao tải kia không phải kẻ đầu đường xó chợ, thấy bọn họ cứng rắn xông lại liền biết ý định của bọn họ. Hô lên một tiếng, trận pháp biến hóa, bốn cây gậy đan xen vào nhau, nửa tiến nửa lùi, mượn sự che chở của trận pháp để tránh thoát đòn tấn công của sư phụ Vinh và ông chủ Vương. Mặc dù một kích của sư phụ Vinh và ông chủ Vương không thành công, nhưng cũng khiến trận đánh chó xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt. Mượn cơ hội này, chị Mai ra tay. Bà ta tìm đúng một trưởng lão bao tải, người này bị sư phụ Vinh ép sát, bước chân rối loạn, là người chật vật nhất. Mấy tia sáng bay ra, phụt phụt hai tiếng, đánh trúng ngực của trưởng lão bao tải kia. Người này kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất. Một người phá, cả trận phá. Trận đánh chó lập tức lộn xộn. Trong tích tắc, đao của sư phụ Vinh đã cắt đứt yết hầu của một trưởng lão bao tải khác, mà ông chủ Vương cũng dùng một trưởng chụp chết một người nữa. Bốn trưởng lão bao tải lập tức chết mất ba. Trận đánh chó đã phá hoàn toàn.
Sư phụ Vinh cười lớn, trận đánh chó cũng chỉ đến thế thôi. Lão Vương, xem hai chúng ta ai giết chết được nhiều người hơn. Rồi vọt vào trong đám người. Ông chủ Vương không chịu thua kém cũng lao vào. Chị Mai hỗ trợ sau lưng bọn họ, chờ thời cơ ra tay, chùi đít cho bọn họ. Trương Điên ở phía xa vẫn ung dung bình tĩnh. Xem một hồi, ông ta vung tay lên ra hiệu. Đám ăn mày đứng dựa vào tường xung quanh liền phần phật xông lên, vây quanh ba vòng trong ngoài, bước chân chỉnh ề, cũng là trận pháp đánh chó. Nhưng có điều, lần này có tới khoảng 180 người. Hơn nữa, ở chính giữa bọn họ, có 6 trưởng lão mặc bao tải dẫn đầu. Sư phụ Vinh không nhịn được mà mắng to, họ Trương kia, mẹ nó ông không giữ chữ tín. Trương Điên cười đáp, sao tôi lại không giữ chữ tín chứ? Tôi chỉ bảo các người xông qua trận đánh chó, đâu có nói trận đánh chó có bao nhiêu người. Trận đánh chó một lần nữa khởi động. Lần này, số người tham gia nhiều hơn, uy lực cũng lớn hơn, đặc biệt là có tới 6 trưởng lão bao tải cầm đầu. Và lại, trải qua trận đánh nhau vừa rồi, giờ bọn họ còn muốn đánh úp bất ngờ, lần nữa bắt vua trước bắt giặc sau không hề dễ dàng. Cả trăm cái gậy tung bay cao thấp, bên trong trận đánh chó toàn là bóng gậy. Áp lực của sư phụ Vinh và ông chủ Vương lập tức tăng lên rất nhiều. Với thân thể của bọn họ, ăn đánh 3 năm gậy thì không sao, nhưng không có nghĩa là chúng phải 30-50 gậy cũng không có việc gì. Mấu chốt là chị Mai, ám khí trong tay bà ta sớm đã dùng hết hơn một nửa từ lúc Trương Điên xuất hiện, hiện tại đã hết sạch sành xanh. Bà ta chỉ đành đoạt một cây gậy, dùng côn pháp Mai Hoa đánh nhau ở trong trận. Đến tận khi bọn họ đã đánh nhau túi bụi, Na Mạc Hòa mới dẫn theo đội vệ sĩ nhà họ Na, khoảng chừng 30 người, đi tới đại viện tổng bộ yếu môn. Thấy cảnh tượng trong sân, Na Mạc Hòa bất giác nhíu mày, trong lòng tự nhủ đã tới trễ. Bang chủ Trương, tôi đến muộn, Na Mạc Hòa mặc kệ trận đánh kịch liệt trong sân, mỉm cười bước qua chào hỏi Trương Điên. Trương Điên thấy Na Mạc Hòa thì cười nói, ố, ngọn gió nào đã thổi ông Na tới đây vậy? Bang chủ Trương nói đùa, hai nhà chúng ta vốn là thông gia. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể không đến chứ? Na Mạc Hòa bày tỏ thái độ của mình. Trương Điên thỏa mãn gật gật đầu, chỉ vào sân nói, ông Na cũng là người trong võ đạo, ông nhìn cục diện này xem, trận đánh chó của tôi có thể vây khốn ba người kia không? Na Mạc Hòa quay đầu nhìn đám người đang đánh nhau hỗn loạn, nhanh chóng hiểu rõ cục diện. Trong lòng ông ta thầm giật mình, ba người này thật đúng là cao thủ trong cao thủ. Ông ta không khỏi may mắn đã đến trễ. Nếu đến sớm hơn một lúc, chỉ dựa vào ông ta và mấy chục vệ sĩ của nhà họ Na, e rằng sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ. Na Mạc Hòa cười nói, trận đánh chó của cái bang nổi tiếng thiên hạ, ba người này đã mạnh hết đà. Theo tôi thấy, nhiều nhất là thêm 15 phút nữa, bọn họ sẽ bị vây chết ở trong trận. Trương Điên lại hỏi, ông Na cảm thấy người phụ nữ này thế nào? Na Mạc Hòa sững sờ, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu được ý của Trương Điên. Trong lòng thầm mắng giả đầu rồi còn háo sắc. Công phu của người phụ nữ này không tệ, điều hiếm thấy là khuôn mặt hay dáng người đều không thể bắt bẻ, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc, Na Mạc Hòa cố ý thở dài. Cớ sao ông Na lại thở dài? Hây, đáng tiếc bà ta là kẻ địch của ông, nếu không thì, hai người có thể kết thành một đôi trời đất tác thành, vô cùng tương xứng. Ha ha ha, Trương Điên cười to, ông Na quả thật là hiểu tôi. Na Mạc Hòa cũng ngượng ngùng cười theo, nhìn một vòng xung quanh, hỏi, đứa cháu Như An kia của tôi đâu? Trương Điên trả lời, đứa cháu kia của ông đương nhiên là ở cùng một chỗ với con gái Kiều Kiều của tôi. Có điều hiện tại cậu ta thế nào, tôi cũng chẳng biết. Viên Khả Kiều đi vào nhà kho của Tổng Bộ Yếu Môn. Trong nhà kho, ba người Mã Sơn, Trương Diễm Diễm và Na Như An đang bị trói. Viên Khả Kiều bước vào. Lập tức đi thẳng đến chỗ Na Như An tát vào mặt anh ta chát chát mấy cái. Na Như An, anh có ý gì đây hả? Tôi bị người ta bắt cóc, anh lại chạy mất. Nếu không phải bố nuôi của tôi bắt anh về, có phải anh muốn bỏ trốn cùng cô A không? Trên mặt Na Như An đau nhức, buồn bã nói, Kiều Kiều, em nghe anh giải thích đã, anh không? Chát, lại một cái tát. Em không nghe, chắc chắn là anh chê em xấu, anh còn muốn bỏ trốn cùng con yêu tinh này. Có đúng không? Na Như An biết tính tình của Viên Khả Kiều, lúc này giải thích thế nào cũng chẳng có tác dụng, đành chờ tự cô ta nguôi giận. Nên anh ta dứt khoát không nói nữa.
Trương Diễm Diễm bên cạnh thấy cảnh này, bỗng không thấy hận Na Như An như trước nữa, trong lòng cảm thấy người này thật đáng thương. Cô ta chẳng thể ngờ, cuộc sống của công tử thế gia cũng thảm như vậy. Cô không cần phải hoài nghi, trong lòng anh ta hoàn toàn không có tôi, nếu không thì mấy năm trước anh ta cũng sẽ không mặc kệ tôi, Trương Diễm Diễm lên tiếng. Mã Sơn rất muốn ngăn cản cô ta nói chuyện, nhưng đã không kịp nữa. Viên Khả Kiều đi tới, nhìn Trương Diễm Diễm, lạnh lùng nói, lúc này còn nói đỡ cho anh ta, xem ra cô rất quan tâm anh ta đấy. Trương Diễm Diễm đáp, trước kia thì rất quan tâm, giờ đã không để ý nữa. Anh ta ra sao, không liên quan gì đến tôi. Vậy mà cô còn nói đỡ cho anh ta. Tôi chỉ nói sự thật thôi, một sự thật tôi vừa mới nhận rõ. Trong lòng anh ta không thể có tôi, bởi vì trong lòng anh ta không có bất kỳ kẻ nào, ngay cả chính anh ta cũng không có. Anh ta chỉ là một thiếu gia thế gia đáng thương không có bản ngã, một công cụ tranh đấu hào môn tùy kẻ khác định đoạt. Na Như An run lên, lời nói của Trương Diễm Diễm như kim châm đâm vào trong lòng anh ta. Cảm xúc nói không rõ là chán nản, hay là giận dữ, hoặc là thứ gì khác. Tóm lại, có một vài thứ đặc biệt đang dần tỉnh lại từ sâu trong nội tâm anh ta, như ngọn lửa thiêu đốt thân thể anh ta. Ha ha, Viên Khả Kiều cười lạnh, tôi mặc kệ cô nghĩ như thế nào, nhưng cô dám đoạt đàn ông với tôi thì phải trả được cái giá đó. Tôi muốn khiến cô sống không băng chết. Để người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm nhìn xem cảnh tượng cô bị kẻ khác làm nhục. Đôi mắt cô ta hiện lên vẻ độc ác, Viên Khả Kiều trở lại bên người Na Như An, ngồi xổm xuống, cởi dây trói ra cho anh ta, sau đó thân mật ôm lấy anh ta, anh yêu, anh có muốn xem kịch không? Chẳng phải anh thích xem phim hành động sao, hôm nay chúng ta cùng nhau thưởng thức phiên bản trực tiếp đi. Na Như An cảm giác cơ thể nóng ran, ngọn lửa ở sâu trong nội tâm bùng lên, thiêu đốt linh hồn anh ta. Kiều Kiều, đừng nên như vậy, giọng nói của anh ta đã thể hiện ra sự hèn nhát. Ha ha, vì sao không nên chứ? Không nỡ à, Viên Khả Kiều cười nhạo. Không, không có, anh không phải, Na Như An giải thích. Nếu không phải là tốt rồi, chỉ là một con đàn bà xa lạ mà thôi, anh coi như đang xem một con chó, Viên Khả Kiều gọi với ra cửa các người vào đi. 7-8 đệ tử đòi cửa đi vào nhà kho. Đại tiểu thư có gì phân phó? Viên Khả Kiều chỉ vào Trương Diễm Diễm nói, người đàn bà này ban thưởng cho các cậu phải hưởng thụ cẩn thận đấy. Ngay ở chỗ này ạ. Ngay ở chỗ này. Bọn họ nhìn về phía Trương Diễm Diễm, trong mắt dần có ánh sáng, lộ ra nụ cười dâm tà, chậm rãi lại gần. Không một ai chú ý đến, trên mặt đất trong góc nhà kho có một cái bóng. Nhưng ở góc đó không có bất cứ vật gì, ánh sáng rọi qua cửa sổ trên mái nhà chiếu xuống mặt đất, không bị che chắn. Vậy mà trên mặt đất lại có thêm một cái bóng. Ngay lúc những người kia nhào về phía Trương Diễm Diễm như sói đói, cái bóng bỗng nhúc nhích rồi biến mất. Trong mắt Trương Diễm Diễm tràn ngập tuyệt vọng. Cô ta không hiểu, vì sao số phận của mình lại bi thảm đến vậy. Khi còn bé, nhà cô ta nghèo. Cô ta rõ ràng học giỏi hơn em trai, nhưng lại bắt cô ta bỏ học, đi làm công kiếm tiền cho em trai học tiếp. Về sau trầm luân trong chốn vàng son, làm tiếp rượu trong quán bar. Mà em trai cô ta chỉ biết tiêu tiền của cô ta, chưa tốt nghiệp cấp 3 mà chỉ biết ngồi nhà chơi game. Lúc Na Như An xuất hiện, cô ta thấy được ánh sáng ban mai sáng rực nhất trong cuộc đời mình. Đáng tiếc, ánh sáng ban mai lóe lên rồi biết mất. Đêm với tiền đường kia, cô ta rơi vào địa ngục. Cũng may những ác quỷ kia bị Lý Dục Thần giết chết, không còn chút cặn bã. Chuyện này khiến cô ta như thể trải qua một cơn ác mộng. Đồng thời miễn cưỡng dùng lý do này để an ủi mình, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Giờ thì sao chứ? Nhìn nụ cười quen thuộc, ánh mắt đói khát trên gương mặt đám đàn ông kia, cô ta vẫn chưa tỉnh mộng sao? Cô ta nghe thấy tiếng kêu tan nát cõi lòng từ Mã Sơn bên cạnh. Mấy tên khốn khiếp chúng mày, cút đi, có giỏi thì đến chỗ tao đây này, bắt nạt một cô gái thì tính thứ gì? Sau đó, những tên đàn ông kia tiến lên. Bắt đầu tay đấm chân đá Mã Sơn. Khi mà người đàn ông đầu tiên lại gần Trương Diễm Diễm, chui bàn tay vào trong quần áo của cô ta bỗng nghe được một giọng nói. Thật đáng thương, cô là cô gái đáng thương nhất mà tôi từng thấy. Có tuyệt vọng không, có đau đớn không? Âm thanh này hư vô mờ ảo, không biết truyền đến từ chỗ nào, nhưng lại rõ ràng đến vậy. Trương Diễm Diễm đương nhiên tuyệt vọng.
theo lý thuyết, người tuyệt vọng sẽ không biết đau đớn. Nhưng Trương Diễm Diễm lại rất đau khổ. Cô ta không rõ vì sao lại thế. Đến tận khi cô ta nghe thấy tiếng Mã Sơn kêu rên, ho khan kịch liệt, xương cốt đứt đoạn nhưng vẫn cố nén đau đớn không chịu thua, và cả tiếng cười to ha 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 như đang xem vở kịch hài hay nhất của Viên Khả Kiều. Cô ta biết vì sao mình lại đau khổ. Con à, hãy hiến tế linh hồn cho ta đi, như vậy, con sẽ không còn đau đớn nữa, âm thanh hư vô mờ mịt kia lại vang lên. Linh hồn. Đúng vậy, là linh hồn. Tất cả khổ đau đều bởi vì linh hồn của con, hiến linh hồn cho ta, con sẽ không còn đau khổ. Giờ, chỉ có ta có thể cứu được con, cứu bạn bè của con. Ta có thể báo thù cho con, còn có thể giúp con từ giờ trở đi thoát khỏi số phận bi thảm, trải nghiệm cuộc sống mà con chưa từng được trải nghiệm. Lúc bên tai Trương Diễm Diễm vang lên giọng nói này, nó cũng vang vọng y hệt bên tai Na Như An. Đứa nhỏ đáng thương, con là công tử đáng thương nhất mà ta từng thấy. Có tuyệt vọng không, có đau đớn không? Tôi biết anh muốn phản kháng, nhưng anh không có sức mạnh. Anh muốn bóp chết con đàn bà thối ngồi bên cạnh anh, nhưng anh không dám. Anh không dám làm gì hết, vì anh yếu đuối. Anh vô dụng, anh không có gì hết. Na Như An ôm đầu, đau khổ cào cấu. Viên Khả Kiều nghĩ anh ta chỉ là không thể nhìn Trương Diễm Diễm bị ức hiếp, lại tát mạnh một cái, mắng nói anh vẫn thương cô ta, phải không? Cái tát này, cuối cùng đã đánh Na Như An nổi khùng, chỉ nghe anh ta lớn tiếng thét. Tôi đồng ý, lấy linh hồn của tôi đi. Cùng lúc đó, Trương Diễm Diễm cũng lặng lẽ nói trong lòng, lấy đi đi, linh hồn của tôi. Ở dưới đất trong nhà kho, một bóng hình xuất hiện như quỷ mị, một bóng hình cô đơn không có thứ gì che đậy. Sau đó, cái bóng chia làm hai, biến thành hai cái bóng, một cái bỏ lên người Trương Diễm Diễm, một cái bỏ lên người Na Như An. Mã Sơn cuộn người dưới đất, cơ thể không ngừng co giật, miệng phun ra từng ngụm máu. Anh ta nghe thấy một giọng nói, tuyệt vọng không? Đau khổ không? Có muốn sống tiếp không? Muốn cứu bạn của mày không? Giao linh hồn của mày cho tao đi, để tao giúp mày. Không. Mã Sơn quật cường kiên trì. Mặc dù cơ thể đã vô cùng hư yếu, nhưng nội tâm của anh A, gan của anh ta, vẫn tràn đầy hoang dã và tức giận không thể khuất phục. Anh ta tuyệt đối sẽ không bán linh hồn, dục thần. Khoảnh khắc cuối cùng mất đi ý thức, anh ta vẫn tin, anh em của anh ta sẽ đến nhanh thôi, công lý sẽ đến. Giọng nói trong hư không khẽ thở dài một tiếng, ây, thể xác tốt như này, thật tiếc quá. Giọng nói đó lại cười nham hiểm, đừng mong bạn của mày sẽ đến cứu mày. Trên đường từ Bạch Vân Quan đến nơi này, đang tắc cứng đường. Vì ở đó đã xảy ra một vụ tai nạn xe thảm khốc. Người phụ nữ uống say đó, tao dễ dàng điều khiển được linh hồn của cô ta, ha ha ha. Mã Sơn đã không nghe thấy giọng nói nữa rồi. Cuối cùng người đánh anh ta đã đánh đến mệt, hài lòng vỗ tay, quay người sang Trương Diễm Diễm. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trương Diễm Diễm, trong mắt Viên Khả Kiều lộ ra vẻ đố kỵ mạnh mẽ. Nhưng nhìn đám ăn xin không hề kiêng sợ giày vò làm nhục vẻ đẹp này, cô ta lại hài lòng cười. Anh yêu, nhìn thấy chưa? Nhìn rõ một chút, đây là cô gái mà anh đã từng thích. Viên Khả Kiều đưa tay bóp cằm của Na Như An, chỉnh đầu của anh ta, để anh ta nhìn thẳng vào cảnh tượng đang diễn ra. Trên khuôn mặt Na Như An lộ ra nụ cười quỷ dị. Anh ta bỗng đưa tay, bóp chặt cổ họng của Viên Khả Kiều. Anh làm gì hả? Viên Khả Kiều kinh hãi nói, mau thả tôi ra. Tay của Na Như An giống như kìm sắt, ngón tay nhanh chóng ấn sâu vào trong thịt, máu tươi chảy ra từ móng tay. Anh! Sắc mặt Viên Khả Kiều biến thành màu gan heo, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng cô ta đã không nói được nữa. Na Như An buông tay phải, Viên Khả Kiều ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện 5 lỗ máu, ào ào chảy máu. Đến chết, cô ta cũng không hiểu. Làm sao Na Như An có gan bóp chết cô ta, và lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy? Gần như cùng lúc, ánh mắt của Trương Diễm Diễm cũng lộ ra vẻ hung dữ. Cô ta tóm lấy bàn tay của một gã đang ngang ngược sàm sỡ, vặn nhẹ một cái, rắc rắc một tiếng, tay của người đó bị bẻ gấy. A, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm của người đó. Gã đàn ông bên cạnh ngẩn người, nghiêm giọng quát, con đàn bà thối, mày dám. Anh ta còn chưa nói hết. Tay của Trương Diễm Diễm đã đưa đến trước ngực anh ta, phụt một tiếng, cả cánh tay lại thò vào trong lồng ngực của anh ta. Gã đàn ông sửng sốt,
sau đó nhìn thấy lòng bàn tay của Trương Diễm Diễm có thêm một thứ đẫm máu, còn lồng ngực của anh ta xuất hiện một lỗ lớn. Những người khác nhìn thấy cảnh này, mới ý thức được tình hình không ổn. Đây vốn không thể nào là chuyện phụ nữ bình thường làm được. Họ lùi lại theo bản năng, trong lòng sinh ra ý lạnh, toàn thân nổi da gà. Mấy tên nhát gan mềm nhũ chân, ngồi bệt xuống đất, vừa lăn vừa bò đứng lên muốn bỏ chạy. Nhưng họ vừa quay đầu thì phát hiện, cô cả của họ đã nằm trong vũng máu. Còn chồng chưa cưới của cô cả, cậu ấm nhà họ Na vô dụng đó, đang ngồi xổm dưới đất, đang lột ra thi thể, rút ra từng cái gân dài từ bên trong. Cảnh tượng như ngày tận thế này khiến đám ăn xin chạy ra ngoài cửa như phát điên. Lần đầu tiên họ phát hiện nhà kho này rộng lớn như vậy, khoảng cách mười mấy mét ngăn ngủi lại xa xôi như mấy chục dặm đường. Đúng lúc họ sắp chạy đến cửa, chỉ cần thêm hai bước nữa thì có thể mở cửa, nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Bóng đỏ vụt lên, người phụ nữ khắp người khắp mặt là máu xuất hiện ở cửa như quỷ mị, chặn đường đi của họ. Cô ta liếm máu dính nhấp còn sót lại trên tay, nở nụ cười quỷ dị với họ, còn trong mắt cô ta lại là thù hận sâu sắc. Đám ăn xin sợ vỡ mật. Có người bắt đầu quỳ xuống liều mạng dập đầu xin tha. Cũng có kẻ to gan hơn, nói các anh em, đừng sợ, tám phần là cô ta chúng ta rồi, yếu môn chúng ta không sợ tà tông, mọi người cùng lên, đánh chết cô ta. Những người khác như tỉnh lại từ trong mộng, tất cả đồng ý, người nào cũng chấn phấn tinh thần. Nhưng cô gái mặt đầy máu trước mặt thực sự quá quỷ dị khủng bố, không ai dám tiến lên đầu tiên. Cô ta cười ha ha, từ từ đi về phía họ. Cô ta bước đi duyên dáng, thân hình uyển chuyển, máu đầy trên khuôn mặt càng phản chiếu ra vẻ đẹp yêu dị. Đám ăn xin căng thẳng lo sợ. Cô ta đi đến trước mặt tên ăn xin dẫn đầu nói phải đánh chết cô ta, giơ tay, móng tay dài rạch nhẹ trên cổ hắn. Cái đầu của người đó rơi xuống, duy chỉ có thân người vẫn còn đứng. Cô ta cười khà khà, đám ăn xin càng sợ hãi. Không biết ai hô oa một tiếng, đám người cùng hò nhau quay đầu. Nhưng vừa quay đầu, thì thấy cậu ấm Na ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn bọn họ. Cô cả dưới đất đã bị cậu ấm Na xé xác rụng rời, giống như đồ chơi của trẻ con. Đám ăn xin kinh hãi ngẩn người, chạy tán loạn bốn phía, có kẻ trèo lên cửa sổ, có kẻ trốn vào trong góc run lập cập, có kẻ chạy vào trong nhà kho như điên. Nhưng số phận của họ giống nhau, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là, có kẻ chết thảm một chút, có kẻ chết nhẹ nhàng hơn chút. Ngoại trừ Na Như An và Trương Diễm Diễm, người còn sống, chỉ còn lại Mã Sơn đang hôn mê. Na Như An đi về phía Mã Sơn. Đứng lại, Trương Diễm Diễm hét nói, anh muốn làm gì? Đương nhiên là giết anh ta, Na Như An nói. Không được, Trương Diễm Diễm tiến lên một bước, ngăn trước người Mã Sơn. Tại sao, anh ta là bạn tôi? Bạn cô, Na Như An ngạc nhiên nhìn Trương Diễm Diễm, là bạn thế nào? Trương Diễm Diễm hơi ngẩn người, nói, bạn tốt. Na Như An lắc đầu, cô đã hiến linh hồn, sẽ không có bạn nữa. Trương Diễm Diễm ngẩn người ở đó, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ và đau khổ. Diễm Diễm, giết anh ta, đi theo tôi đi. Chẳng phải cô vẫn luôn muốn vào cửa nhà họ Na sao? Hôm nay tôi đưa cô về. Sẽ không có ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa, Na Như An nói. Trương Diễm Diễm bỗng run lên như điện giật. Lời của Na Như An đã chạm vào thứ mà cô ta đã chôn sâu trong lòng từ rất lâu, ở đó có một ngọn lửa, được đốt cháy. Đi thôi, Na Như An đưa tay ra, Trương Diễm Diễm mặc cho anh ta dắt tay của mình. Hai tay dính đầy máu nằm chặt vào nhau, nhiệt độ trên tay làm máu tan chảy, rơi xuống đất. Na Như An cười, đi đến trước người Mã Sơn, giơ chân, định dẫm xuống lồng ngực của Mã Sơn. Mã Sơn nhắm chặt mắt. Khuôn mặt đã bị đánh đến biến dạng. Trong hôn mê, miệng của anh ta vẫn động đậy, lẩm bẩm nói, Diễm Diễm. Xin lỗi. Trương Diễm Diễm nhìn khóe miệng của Mã Sơn, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài xuống khuôn mặt, rửa sạch vết máu, giống như băng tuyết trên thiên sơn đang mang đến sự mát mẻ cho sa mạc vô tình. Không. Trương Diễm Diễm hất tay của Na Như An, lao đến trên người Mã Sơn. Chân của Na Như An dẫm mạnh lên lưng của Trương Diễm Diễm. Na Như An ngẩn người, nói, thì ra là vậy, người mà cô thích là anh ta, chứ không phải tôi. Trương Diễm Diễm không nói gì, chỉ ôm chặt Mã Sơn. Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề,
từ từ xa dần. Trương Diễm Diễm quay đầu, nhìn thấy cổng lớn được mở chiếu đến tia nắng chói mắt. Nhưng thế giới mà cô ta nhìn thấy lại là bóng tối. Cô ta biết, linh hồn của mình đã không thuộc về thế giới này. Cô ta cũng không thể nhìn thấy ánh nắng và màu sắc của thế giới này nữa. Trương Diễm Diễm ôm đầu của Mã Sơn vào trong lòng, thút thít khóc. Tay của sư phụ Vinh Toàn là máu. Ông ta đã không phân được là máu của kẻ địch hay là máu của mình. Đám ăn xin quá đông, giết một loạt lại thêm một loạt đến. Cánh tay của ông ta đã tê mỏi, sắp không cầm nổi con dao trong tay rồi. Ông chủ Vương bên cạnh cũng chẳng tốt hơn ông ta bao nhiêu. Hai lòng bàn tay đỏ rực không biết đã đập vỡ xương của bao nhiêu người, màu của bàn tay đã ảm đạm hơn lúc mới bắt đầu rất nhiều. Chị Mai cũng đầu tóc rối bù, vô cùng nhếch nhác, sở trường của bà ta là ám khí, đánh tay không sát gần kém hơn sư phụ Vinh và ông chủ Vương một chút. Hết ám khí, nhặt được gậy rồi lại ném, ném xong lại nhặt, nhặt rồi lại ném. Cũng may Trương Điên hình như đã dặn dò thuộc hạ, họ cũng để lại một đường sống khi ra tay với chị Mai, lại thêm ông chủ Vương và sư phụ Vinh liều mạng bảo vệ, mới khiến bà ta trụ được đến bây giờ. Ba người cũng không biết đã chịu bao nhiêu gậy. Đả cầu trận này thực sự lợi hại, trong ba lớp ngoài ba lớp, giữa côn pháp phối hợp chặt chẽ, dưới sự giám sát của Trương Điên, những tên ăn xin này đánh hoàn toàn liều mạng, một người ngã xuống, lập tức có người xông lên thay vị trí. Muốn giết ra một đường máu, xem ra là không làm được. Lão Vương, ông còn sức lực không? Sư phụ Vinh vừa đánh vừa hỏi. Ông chủ Vương thở hổn hển, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như Phật Di Lặc, nói yên tâm đi, tôi sẽ không ngã xuống trước ông đâu. Sư phụ Vinh cười ha ha, Lão Vương, chúng ta đã đấu khẩu nửa đời người, không ngờ còn sẽ chết cùng nhô. Ông chủ Vương đập một chưởng đánh bay một tên ăn xin trước mặt, nói, sau hôm nay, cũng không ăn được ăn món của Vinh khoái đao rồi, tiếc quá. Việc này có gì đáng tiếc, ngược lại là A Mai, bị chúng ta làm lỡ dở. Sớm biết hôm nay sẽ chết, tôi đã không tranh với ông, nếu không phải tôi, A Mai sớm đã gả cho ông rồi, nói không chừng con cái cũng lớn rồi. Một bóng gậy quét đến, sư phụ Vinh vụt sang một bên, lưỡi dao trong tay thuận theo cây gậy rạch lên trên, một làn máu tươi tràn ra, cổ họng của người đó bị rạch một đường. Ông chủ Vương nở nụ cười khổ sở, hai chúng a kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nói lại được ai, chỉ làm khổ A Mai. Hai người đang nói linh tỉnh gì thế hả? Chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Chị Mai mắng một câu, trong lòng lại ngọt ngào, tuy không gả cho các ông, nhưng đời này có thể chết cùng các ông, cũng coi như rất đáng. Nghe thấy lời của chị Mai, sư phụ Vinh và ông chủ Vương cảm thấy lại có sức lực hẳn lên. Ông chủ Vương nói, A Mai nói đúng. Sống không thể cùng giường, chết phải cùng huyệt, cả đời này của Lão Vương tôi rất đáng. Sư phụ Vinh mắng nói, Vương Lão ngũ nhà ông, không có văn hóa thì đừng học người ta cách nói chơi chữ, cái gì mà sống không thể cùng giường, để người ta nghe thấy cười rụng răng mất. Nói xong bèn ha ha cười lớn. Ông chủ Vương và A Mai cũng cười theo. Ông chủ Vương nói, mặc kệ ông ta có văn hóa hay không, hôm nay chúng ta phải giết cho sướng tay. Ba người cuồng nhiệt hăng hái hào hùng, lưng tựa lưng, lại xung phong vào trong đả cầu trận. Lập tức, tiếng gào rú liên miên, đả cầu trận hỗn loạn, suýt nữa bị họ đột phá một đường ra. Trương Điên ở phía không xa vẫn luôn theo dõi. Đối với sự sống chết của đệ tử cái bang, ông ta gần như không quan tâm. Chỉ là đả cầu trận pháp là kỳ trận cái bang truyền lại thêm ông ta hết lòng huấn luyện, mà lâu như vậy vẫn chưa hạ gục được ba người. Khiến lòng ông ta không vui. Ông Na, Trương Điên nói với Na Mạc Hòa bên cạnh, vừa nãy ông nói một khắc là có thể hạ gục ba người này, bây giờ đã qua một khắc, xem ra đả cậu trận của cái bang tôi không được lắm, có lẽ vệ sĩ của nhà họ Na lợi hại hơn bang ăn xin chúng tôi nhiều. Na Mạc Hòa vội nói, bang chủ nói đùa rồi, là tôi hiển cận, bị bề ngoài của ba người này lừa gạt, không ngờ họ hùng hổ mạnh như vậy. Trương Điên nói, ông Na cũng là người trong võ đạo, ông nói xem ba người này, rõ ràng võ công chỉ đến hóa kình sơ kỳ, sao lại cảm thấy như đã chạm đến ngưỡng cửa lấy võ nhập đạo chứ? Nam Mạc Hòa tối sầm mặt, tôi đây mới ám kình đỉnh phong, ông bảo tôi phân tích ba người đã bước vào hóa kình. Nực cười. Đạo hành của tôi còn thấp, đâu thể nhìn ra được, vẫn xin bang chủ chỉ giáo. Trương Điên mỉm cười, nói, võ đạo, lấy võ nhập đạo, mới coi là cao thủ thực sự.
Còn tông sư, chỉ là vì chạm đến ngưỡng cửa này, mới có thể thoát ra khỏi từ trong võ công tâm thường, đi đến một con đường không có giới hạn. Con đường không có giới hạn, Nam Mạc Hòa không hiểu, còn có người lợi hại hơn tông sư sao? Ông đã nghe nói đến Thiên Lộ chưa? Trương Điên hỏi. Thiên Lộ, Nam Mạc Hòa lắc đầu. Đồn rằng ở Côn Luân xa xôi, có một Thiên Lộ. Mục tiêu cuối cùng của mỗi một đời võ đạo tông sư chính là xông vào Thiên Lộ đó. Còn điều kiện xông vào được Thiên Lộ, chính là từ võ nhập đạo, từ hậu thiên nhập tiên thiên, nếu không, đừng nói đi vào, ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy con đường đớ. Trên Thiên Lộ, chẳng lẽ là tiên cảnh? Có phải tiên cảnh hay không thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết, trên Thiên Lộ, là đỉnh phong nhân gian, chỉ có đứng ở gió, mới có thể nhìn cả thiên hạ bằng nửa con mắt, còn tông sư, cũng chỉ là một trong chúng sinh, chẳng khác gì con kiến. Trương Điên nói xong, nhìn về phía tây, lộ ra vẻ mặt vô cùng mong đợi hướng về. Tông sư như con kiến. Nam Mạc Hòa vừa nghe sợ giật mình, nếu tông sư là con kiến, thì những người họ là cái gì? Ông ta cảm thấy Trương Điên chắc chắn là đang cường điệu thổi phồng, người ta đều nói Trương Điên là kẻ điên, quả nhiên là đúng. Ông ta nhìn Đả Cẩu Trận vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt, bỗng vui mừng nói, Trương bang chủ, ông xem ba người đó đã sắp gục rồi. Trương Điên định thần lại, nhìn sang Đả Cẩu Trận, chỉ thấy ba người đã ngã xuống đất, không còn sức đánh trả. Hai người ông chủ Vương và sư phụ Vinh Đề lên trên bảo vệ chị Mai dưới người. Khôn gậy đập vào người họ như mưa rơi. Ông chủ Vương miệng phun ra máu, lẩm bẩm, sư phụ Vinh, kiếp sau. Lại ăn, đồ của ông làm. Trên mặt ông ta còn nở nụ cười tiêu chuẩn. Sư phụ Vinh nói, lão Vương, không cần đợi đến, kiếp sau, chúng ta đến, chỗ Diêm Vương, bày, một bàn. Chị Mai bị đè dưới người họ, lặng lẽ chảy nước mắt. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện nơi chân trời. Chớp mắt đã vượt qua bức tường sân viện, xông vào Đả Cẩu Trận. Tang tang tang. Thế trận hỗn loạn, gậy đánh chó trong tay đám ăn xin đều bị gấy, trong tay chỉ còn cầm một đoạn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trương Điên vụt người đứng lên từ ghế. Phập. Cổng lớn của sân viên bay lên, mang theo uy thế cường mạnh đập về phía Trương Điên. Trương Điên giơ tay đẩy hư không, hai cánh cửa nổ tung trên không trung, tan thành vỡ thành mảnh vụn. Trong làn khói bụi, ba người từ cổng đi vào trong sân viện. Người dẫn đầu là một đạo sĩ, chỉ thấy ông ta giơ tay, một luồng ánh sáng xanh bỗng bay đến trong tay ông ta, hóa thành một thanh gươm ngọn ba tấc. Một thanh niên cạnh đạo sĩ nhìn một cái vào trận chiến, vội chạy đến chỗ ba người ông chủ Vương dưới đất. Lư Thủ Sơn lên trước định ngăn người thanh niên. Nhưng ông ta vừa lại gần, cả người bị đánh bay ra mà không hề có dấu hiệu. Lư Thủ Sơn đập mạnh lên tường, tường vây dày bị đập ra một lỗ trống. Lư trưởng lão già nhất có tư cách sau bang chủ, đại cao thủ thứ hai cái bang, biến thành đống bùn thịt. Kim Tam Mộc, Trương Điên vừa nhìn người đến, lập tức cau mày. Nam Mạc Hòa bên cạnh sợ đến lẻ lưỡi. Vừa nãy ông ta nhìn thấy lão đạo sĩ ở giữa hơi quen mắt, nghe thấy Trương Điên gọi như vậy, mới nghĩ ra, người này là đạo trưởng Kim Tam Mộc, quan chủ tạm. Thời của Bạch Vân Quan, Nam Mạc Hòa vốn còn đang nghĩ đám vệ sĩ của mình đưa đến thể có tác dụng rồi. Ông ta sớm đã muốn thể hiện tốt trước mặt Trương Điên, thể hiện mình và ông ta là đồng minh bền chặt. Ba người vừa nấy là cao thủ hóa kình, ba người vừa đến, chắc không phải cũng là cao thủ hóa kình chứ. Trên đời đâu có nhiều cao thủ hóa kình như vậy. Nhưng vừa nghe thấy ba chữ Kim Tam Mộc, ông ta lập tức héo hon. Đúng là không phải cao thủ hóa kình. Nhưng người ta là bán tiên. Nam Mạc Hòa lặng lẽ âm thầm di chuyển bước chân sang bên cạnh, giữ khoảng cách nhất định với Trương Điên. Ông ta quyết định xem tình hình trước. Kim đạo trưởng, cái bang tôi và Bạch Vân Quan trước nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ông xông vào tổng đàn của tôi, làm hỏng cổng lớn, là có ý gì? Trương Điên hỏi nói. Kim Tam Mộc hừ lạnh lùng một tiếng, ông bắt cóc. Bạn của tôi đến đòi công bằng. Ha ha. Trương Điên cười lạnh lùng nói, theo tôi được biết, mấy người này đều là trộm cướp giang hồ, làm sao lại thành bạn của Kim lão đạo ông? Kim Tam Mộc ngẩn người nói láo, bạn của cậu Lý, làm sao lại là trộm cướp giang hồ? Trương Điên, đừng, tưởng tôi không biết, từ lúc ông làm bang chủ, không đi ăn xin tử tế, mà làm không ít chuyện phóng hỏa giết người. Tôi tặng ông một câu,
làm nhiều chuyện bất nghĩa như tự giết mình. Trương Điên cười lớn ha ha, Kim lão đạo, đừng tưởng ông là truyền nhân toàn chân, thì có thể khoe mẽ rước mặt tôi. Nếu Vương Sùng Tiên ở đây, tôi còn sợ ông ta vài phần, còn ông, hừ, quay về tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày thành tiên thì hơn đi. Mặc dù Kim Tam Mộc tu vi cao thâm, cũng không khỏi nổi giận. Thấy Lý Dục Thần ở đó trị thương cho ba người bạn của anh, bèn nói, hay cho Trương Điên nhà ông, lại cuồng ngạo như vậy, vậy để tôi cho ông một bài học. Nói xong, kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng xanh, bay về phía Trương Điên. Được, vậy để tôi lĩnh giáo kiếm pháp Trường Xuân của Bạch Vân Quan. Trương Điên xòe tay, trong tay cũng có thể một trường kiếm, toàn thân bùng phát ra khí tức tông sư võ đạo cường mạnh. Ánh sáng trắng lóe lên. Choang một tiếng, ánh sáng xanh bị trường kiếm của ông ta đánh lan sóng. Kim Tam Mộc giơ kiếm, kiếm thanh phong xoay tròn một vòng trong không trung, bỗng dừng lại. Thân kiếm phát ra tiếng kêu vù vù, một lớp ánh sáng xanh mở quấn quanh nó. Hừ, quả nhiên ông đã đột phá đến cảnh giới võ đạo. Tông sư Kim Tam Mộc nói. Đã nhìn ra rồi, thì tôi khuyên ông quay về thì hơn, nể. Mặt Vương Sùng Tiên, tôi không đối địch với Bạch Vân Quan, Trương Điên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.